Ngày xưa có đôi vợ chồng Cốc sống ở bờ ao. Cốc vợ mang thai sắp đến ngày sinh nở. Cùng thời gian đó, dưới ao cũng có đôi vợ chồng nhà trê hiếm muộn. Từ từ nào, trời mới mưa, đường trơn lắm đó. Mình ngồi xuống đây nghỉ mệt nhé. Mùa này thật mát mẻ, con của chúng ta sinh ra chắc chắn sẽ thích lắm đây. Ngôi nhà của con chúng ta sắp xong rồi, đến lúc đó mình có thể yên tâm mà sinh. Con của mẹ thật đáng yêu quá. Mẹ yêu các con nhiều lắm. Mẹ ơi, chúng con cũng yêu mẹ nhiều lắm. Các con của mẹ thật đáng yêu quá. Mẹ yêu các con nhiều lắm. Mẹ ơi, con tặng mẹ bông hoa nè. Ôi, mẹ cảm ơn các con. Các con của mẹ ngoan quá. Mẹ ơi, đợi chúng con lớn lên, chúng con sẽ báo hiếu cha mẹ ạ. Các con ấy ơi. Ôi, cha về. Các con của mẹ mau mau lớn nha. Nghèo hèn kia, ai cho chúng bay chơi ở trước cửa nhà tao hả? Mau cút đi. Ôi, cái mụ chơi hung dữ ra rồi. Nghe nói nhà mụ vừa tham lam ích kỷ lại rất xấu xa nữa đó. Chúng ta đi chỗ khác chơi, đừng dây đến mụ ấy. Ôi, phải chi mình cũng có con nhỉ. Mình ăn ở hiền lành như vậy mà sao ông trời không cho mình đứa con nào hết. Ta sắp được làm cha rồi. Ôi vui quá, vui quá. Ta sắp được làm cha rồi. Nè, cái tên Cốc kia, ngươi đang làm gì đó? Chào bà Trê. Tôi đang xây nhà cho vợ đẻ. Vợ tôi sắp sinh con rồi. Ta sắp được làm cha rồi. Ôi vui quá, vui quá. Ta sắp được làm cha rồi. Nãy giờ bà đi đâu vậy hả? Tất cả là lỗi của ông đó. Tại ông mà tôi không có đứa con nào hết. Giàu có mà không có con cũng không vui được. Bà ơi, mau mở cửa cho tôi đi. Bà ơi, mau mở cửa cho tôi đi. Khi nào ông tìm được con cho tôi nuôi, tôi mới cho ông vào. Ôi trời ơi, tôi biết đi đâu tìm con cho bà bây giờ. Ôi à, tôi sắp sinh rồi mình ơi. Mình ơi. Tôi được làm cha rồi. Tôi được làm cha rồi. Mình im lặng cho các con ngủ nào. Vợ chồng mình lên bờ kiếm gì ăn thôi nào. Trứng nở thành con nhanh lắm. Chúng ta còn phải kiếm thức ăn về cho con nữa. Đám trẻ này con ai? Sao lại giống dòng họ Trê nhà mình vậy?
Mẹ ơi, mẹ ơi, nhà mẹ ở đâu? Ôi, vậy là trời thương, muốn đám cá con này là con mình đấy mà. Các con, cha nè, theo cha về nhà. Nhanh lên, nhanh lên, đi 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 đi. Cha đây rồi, mẹ con đâu? Mẹ đang đợi các con ở nhà, mau theo cha về gặp mẹ. Nhanh lên các con, nhanh lên. Trứng cốc nở ra bầy nồng nọc đầu tròn, đuôi dài, mình đen, giống hệt cá trê con. Trê thấy vậy mừng rỡ, lùa cá bầy nồng nọc về nhà, nhận là con mình. Các con giữ im lặng để làm cho mẹ bất ngờ. Sao chưa vậy mà ông đã trở về rồi hả? Đã tìm được con cho tôi chưa mà về? Bà hãy xem đi, đây là con tôi. Quá đà, bấy lâu nay ông lừa dối tôi, ông có con riêng bên ngoài, giờ còn dẫn về đây nữa. Sao mẹ lại khóc? Ai là mẹ khóc thế hả mẹ? Bà ơi, không phải như vậy đâu. Là đây, nghe tôi nói nè, tôi nói cho bà nghe, là đây. Ôi, thế thì tốt quá, từ nay chúng ta có con rồi. Đúng vậy, đây là con của chúng ta đó. Các con của mẹ, lại đây với mẹ nào. Mẹ ơi, chúng ta ơi, con đó nào. Các con ngoan của mẹ, mà đã dọn cơm rồi đây, các con mau ngồi xuống ăn cơm đi nào, nhà mình không có gì ngoài điều kiện. Âu chí dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Nè, liệu cha mẹ đám trẻ có đi tìm chúng hay không vậy? Vợ chồng nhà Cốc đã lên bờ hết trơn rồi, chắc chưa có về liền đâu. Lỡ vợ chồng họ về đây đòi lại con thì sao hả? Đám trẻ rất là dễ thương, tôi không chịu trả lại cho vợ chồng Cốc đâu. Vợ chồng ta cứ giấu bọn trẻ ở trong nhà, không để cho vợ chồng Cốc thấy. Vợ chồng họ trên bờ thì chắc chắn không có biết được đâu. Cứ làm như vậy đi. Các con yêu quý của mẹ đã nở chưa nào? Hả? Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu? Các con của chúng ta đâu mất rồi? Các con ơi, các con đang ở đâu? Vợ chồng Cốc buồn rầu tìm kiếm đàn con, hỏi han khắp nơi nhưng chẳng ai biết tung tích. Các con đâu rồi? Ai vậy? Ai chặn đường của tôi vậy? Không sợ lưỡi gươm sắc bén trên đầu của tôi hả? Dạ chào bác Tôm, tôi xin lỗi vì đã gia vào bác. Tôi đang vội đi tìm con của tôi, bác có thấy đàn con của tôi đâu không bác? Không, tôi không thấy đám trẻ nào gần đây hết. Này Cốc kia, người biết ta lại hay không? Anh rùa, anh có sao không? Tôi không có cố ý đâu, tôi chỉ muốn hỏi anh là có thấy đàn con của tôi đâu không. Sao anh hư vậy? Sao có thể để mất con mình? Tôi và vợ đi kiếm thức ăn cho chúng, lúc đi chúng chưa có nở, đến khi về thì chúng đi đâu mất tiêu hết rồi. Anh biết chúng ở đâu, chỉ giúp tôi với. Tôi không rảnh mà quản con cho anh. Này hai cháu có thấy đàn cốc con nào bay ngang qua đây hay không? Chúng cháu không thấy đàn cốc nào hết, nhưng chúng cháu chơi gần đây, có nghe thấy tiếng con nít ở nhà con trê. Cảm ơn các cháu nhiều lắm.
Chào anh Trì. Các người tới nhà tôi làm gì? Tôi có quen biết các người đâu. Đừng có thấy sang mà bắt hoàng làm họ nha. Anh Trì ơi, anh có thấy đám con nhà tôi đâu không anh Trì? Chị buồn cười. Con anh chị sao lại hỏi tôi? Đám con tôi vừa mới đẻ ra ở gần đây, chúng không biết đường nên có thể lạc đến nhà anh. Có con thì phải giữ chứ, để tụi nó đi lạc rồi còn tìm làm gì. Con của chị thì chắc là giống chị. Tụi nó sùm ồn ào tìm cha mẹ nên có người dẫn lên bờ rồi. Thật không ạ? Anh có biết chúng đi đường nào hay không? Hay thấy ai dẫn chúng lên bờ để cho tôi hỏi thăm? Không biết ai dẫn đi, chỉ nghe thấy tiếng tụi nhỏ hướng này nè. Hãy xem cú sút của ta đây. Yeah! Đi lên đều không chúng nha. Ôi, bức tranh quỳ của tôi. Đi đi, không, thành của em mà. Không, giả là nên. Nè, các con yêu của mẹ, đừng giành nhau nữa. Mẹ sẽ mua cho mỗi đứa một cái, ngoan nào. Xem ra phải cho chúng ra ngoài chơi thôi. Nhốt chúng ở trong nhà, chúng phá nhà mất quá. Cách tốt nhất là cho chúng đến trường đi học. Nhưng sợ chúng ra ngoài gặp vợ chồng cóc quá. Bà yên tâm đi, tôi đã lừa vợ chồng chúng lên bờ rồi. Vậy thì ngày mai cho chúng đi học với thầy Cá Trạch thôi. Thầy giỏi dạy dỗ bọn trẻ lắm. Con ơi, đến giờ vào lớp rồi, mau vào thôi. Nè, đến đây ngồi với bọn mình. Bạn ấy cùng là loài cá trê như tụi mình, bạn ấy phải ngồi cùng bạn mình chứ. Xe bọn ngốc kia nói kìa, nghĩ ai cũng giống mình à. Nói không chừng, chúng mày cũng không phải cá trê đâu á. Nghe vậy, bọn này là giống họ nhà trên. Cha mẹ chúng tôi là phú hộ trên vùng này, ai mà không biết. Mày nói đi, mày có phải giống họ trên nhà mình hay không? Không đâu, tuy hình dạng chúng ta khá giống nhau, nhưng thật ra mình là giống họ nhà ếch, sống ở trên bờ á. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Được rồi, hôm nay thầy sẽ dạy cho các con hiểu quy luật sinh sống của loài động vật, vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước nhé. Các con hãy nhìn vào đây. Không chỉ là loài ếch không đâu, còn có loài cóc nữa đó các con à. Trời ơi! Chào vợ chồng anh cóc. Chẳng hay có chuyện chi mà vợ chồng anh chị khóc lóc đau buồn như vậy. Không giấu gì anh, vợ tôi vừa sinh một đàn con. Chúng tôi đi tìm thức ăn về thì không thấy con đâu nữa. Chúng tôi tìm khắp nơi vẫn không tìm được. Con tôi có về kể cho tôi nghe chuyện trên lớp học. Có bốn bạn con nhà trê trông rất giống nó. Trước đây tôi cũng nghe nói nhà trê hiếm muộn, không biết từ bao giờ có một đàn con như thế. Biết đâu đây chính là con của chúng tôi. Nếu quả thật là như thế thì vợ chồng hắn thật là độc ác, còn lừa chúng tôi lên bờ tìm kiếm bao ngày qua. Tôi phải về đấy để tìm các con mới được. Khoan đã, anh chị đến đó vợ chồng trê sẽ không chịu nhận đâu. Vậy theo bác chúng tôi phải làm sao? Anh chị hãy đến thẳng trường học để nhìn thử xem có đúng con anh chị hay không. Nếu đúng là con anh chị
thì bắt nhà trê trả lại. Bác nói đúng, chúng tôi xin nghe theo lời bác. Cảm ơn bác rất nhiều. Có cần giúp gì bác cứ nói với tôi nha. Không, chúng tôi không phải là con của ông bà. Cha mẹ chúng tôi là nhà trê. Ông bà nhầm rồi. Không, các con là con của cha mẹ. Hả? Không đúng, chúng tôi là con nhà trê. Chúng ta về thôi, coi chừng họ là người xấu muốn lừa bắt chúng ta đó. Không, không con ơi, mẹ là mẹ của các con mà. Mở cửa, mau mau mở cửa. Tên dây kia, mau mở cửa cho ta. Cái tên cốc kia, tại sao ngươi dám đến phá cửa nhà của ta hả? Ta đến đây để đòi lại con của mình, mau trả con cho ta. Ta không biết con của ngươi ở đâu hết. Anh Trê ơi, tôi cầu xin anh, anh hãy trả con lại cho tôi đi anh. Cút đi, ta không biết con của các ngươi ở đâu hả? Nếu còn không đi, ta sẽ đánh đuổi các ngươi. Ngươi đừng chối, ta thấy các con của ta đi vào nhà ngươi rồi. Các ngươi hãy cút đi, nếu không muốn bị ta đánh chết. Chồng ơi, chồng ơi, chồng có sao không chồng? Tên trời ngang ngược độc ác, ta phải lên báo quan giành lại con mới được. Con là cốc, con đến đây xin kiện nhà họ Trê bắt cóc con của con. Cá trê kia thật to gan, người đâu? Dạ, mau bắt tên cá trê kia đến đây cho ta. Ê, trê kia. Dạ bẩm quan, quan cho gọi con. Họ cốc này thưa nhà trê người đã bắt cóc con của họ, có chuyện này hay không? Dạ thưa quan, nó nói láo. Lũ trẻ là con của con á quan. Nói dối, lũ trẻ vốn là con của tôi. Thằng này láo, thấy tu sang bắt hoàng làm họ đúng không? Đã có đường thừa, phải tạm giam trê lại, đợi điều tra sau. Ông ơi, ông có sao không vậy? Bà ơi, bà phải tìm cách cứu tôi ra khỏi đây. Tôi biết làm sao cứu ông ra khỏi đây bây giờ. Bây giờ chỉ có một cách có thể cứu tôi mà thôi. Ông nói đi, để tôi còn làm nữa. Bà mau mau á, mang quà qua nhà quân sư Caro, nhờ ông ấy giúp đỡ cứu tôi ra khỏi đây. Nhà mình giàu có là lợi thế mà, bà không phải khóc. Bác Rô ơi, bác có nhà không vậy? Bác Rô ơi, bác Rô. Ai đó, chào đi. Là tôi đây, hàng xóm của bác đây. Các con mau chào bác Rô đi nào. Dạ, chào bác Rô ạ. Chị Trê đó à, tôi cũng đoán chị sẽ đến tìm tôi. Dạ, tôi đến tìm bác về chuyện anh Trê chồng của tôi. Bác Rô ơi, bác mau giúp cha con cháu đi. Cha con cháu bị quen. Cha cháu bị quen mà. Các cháu cứ từ từ. Các con ngoan, đứng qua một bên cho mẹ nào. Một, hai, ba, bốn. Cháu hết rồi. Sao chỉ còn mình nhỉ?
ôi, lũ con nhà cô dễ thương quá. Dạ, vậy mà nhà cốc cứ khăng khăng bảo là con nhà họ. Nhờ bác giúp để quan trên thả cha chúng ra hả? Thôi được rồi, mai tôi sẽ làm cổ mời quan ghé chơi. Lúc nào tôi ra hiệu, cô hãy cho lũ trẻ chơi đùa trước mặt quan. Chuyện còn lại để tôi lo. Cảm ơn bác Rô, trăm sự nhờ bác. Cảm ơn bác. Dạ, con mời qua dùng trà. Nè, quân sư, đã cho người đi điều tra vụ nhà Trê Cốc chưa hả? Dạ bẩm quan, con đang cho điều tra. Các cơ lừa sẽ ông thợ nào khỏe thì ăn cơm vương, ông thợ nào thương thì về cố mẹ. Chúng ăn chung trẻ, các trẻ đi chơi. Lũ trẻ đáng yêu này ở đâu ra vậy? Dạ bẩm quan, đây là bọn trẻ nhà Trê đấy ạ. À, đầu to dẹp, có đuôi thì đích thị nhà Trê rồi còn gì. Tên cốc lao tuyệt, dám kiện cáo lung tung. Ngày mai thăng đường xử tội hắn mới được. Nè cốc kia, ai cho ngươi vu khống cho nhà Trê hả? Dạ bẩm quan, con đâu có. Ngươi hãy nhìn lũ trẻ đi, chúng rõ ràng là họ nhà Trê chứ đâu phải là họ nhà cốc của ngươi. Con của các ngươi sao không giống các ngươi? Dạ bẩm quan, đây là lũ con nhà con. Lúc nhỏ chúng có hình dạng như thế ạ. Dạ bẩm quan, hắn nói dối đó. Đây đều là con của con mà. Nè lũ trẻ kia, ai là cha mẹ của các ngươi hả? Mẹ ơi, mẹ ơi. Ôi, các con ngoan của cha. Con ơi, ta mới là mẹ đẻ ra các con đây. Vậy là đã rõ, lũ trẻ này là của nhà Trê. Vợ chồng cốc này rõ ràng là muốn vu oan mà. Người đâu, mau đánh tên cốc này 50 hiệu và giam vào ngục cho ta. Quan cho tôi qua. Chồng tôi không đòi con nữa đâu. Đừng đánh chồng tôi nữa. Bắt giam cốc chồng lại. Cốc vợ đầy đi biệt xứ, không cho xuống hồ này. Dạ. Chà, thơm quá. Mai mà mình lanh trí. Giảm ăn giọng nè, cho chết nè, chết ông nè. Ôi, chết ông nè. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đủ ngày tháng, bầy nòng nọc bắt đầu phát triển chi như lòi cốc. Vợ chồng Trê hoảng sợ chuyện gian trá bị bại lộ. Bây giờ phải làm sao? Tạm thời cứ để chúng ở nhà, không học hành gì nữa. Chào thầy. Không biết thầy đến nhà tôi có chuyện gì không? Tôi đến để hỏi anh, vì sao các Trê con không đi học? Con tôi không thích học nhà thầy nữa. Tôi sẽ tìm thầy khác cho chúng. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Hey.
Chào thầy, tôi đến để đưa thư cho chị Cốc. Chị ấy nhờ tôi vì không thể xuống hồ. Tội nghiệp, các con thì bị mất, chồng thì bị giam, còn mình thì phải ở trên bờ. Nên ngày nào chị ấy cũng khóc, nhìn ếch con nhà tôi mà thương. Nếu tin ngày tin tháng thì chỉ để sao ếch con nhà tôi mấy ngày. Nếu đàn nồng nọc kia là con nhà anh chị Cốc thì chúng đã mọc chân rồi, chỉ chúng nó mới minh oan được cho cha mẹ ruột của mình. Làng đang có tiền, ai là đánh trống làm mất vui thế này hả? Bẩm quan, con là thầy đồ dạy học, muốn làm đơn tố cáo vợ chồng nhà trai cướp con. Lại chuyện cướp con à? Chuyện đã rõ mười mươi, ngươi còn đến đây làm loạn. Ngươi muốn ăn đòn giống thằng cha Cốc đúng không? Bẩm quan, con xin quan hãy xem hết tờ đơn của con rồi hãy định tội. Thật sự có chuyện này xảy ra ư? Bẩm quan, nếu quan không tin, hãy hỏi cha con nhà ếch đi ạ. Bẩm quan, loài ếch và dòng họ chúng con như cốc, nhái, khi sinh sẽ cho ra trứng, sau khi trứng nở sẽ cho ra lũ nòng nọc con, đầu to và có đuôi nhìn giống cá và sống ở dưới nước ạ. Dạ bẩm quan, con trước đây chính là nòng nọc con ạ. Thế giới này thật kỳ diệu, loài vật chúng ta thật muôn màu muôn vẻ. Chính vì vậy, nhà trê thật sự cướp con của vợ chồng Cốc. Bằng chứng là hôm nay lũ nồng nọc đủ ngày sẽ mọc chân đứt đuôi thành cốc. Đã mấy hôm nay vợ chồng trê không cho lũ con đi học nữa là lý gì? Ông đâu, chùa đâu, mau đến nhà trê đem lũ trẻ đến đây xem thực hư thế nào. Quá là không sai mà. Nếu theo quá trình tiến hóa thì đây chính là con của nhà Cốc. Vợ chồng Trê đâu? Có phải vợ chồng ngươi đã cướp con của vợ chồng Cốc hay không? Bẩm quan, vợ chồng con. Bác Rô, xin hãy cứu vợ chồng tôi với. Bẩm quan, chính lão quân sư nhận vàng bạc mới giúp đỡ vợ chồng Trê. Dạ, xin quan xa tội con lỡ dại. Người đâu, đem rước vợ chồng Trê cùng Caro lại cho ta, đợi ta thăng đường xử án. Thầy ơi, vậy cha mẹ chúng con là ai? Đây chính là nơi mẹ con đã sinh ra các con. Mình chắc cha mẹ buồn lắm. Nhưng sao lúc đó mình tìm mà không thấy cha mẹ đâu? Mẹ con có kể hết với thầy rồi. Lúc đó vì lo lắng các con sinh ra không có thức ăn nên cả cha và mẹ con đã đi tìm thức ăn. Đến khi quay về thì không thấy các con đâu nữa. Vậy lúc đó mình đã đi theo cha Trê nuôi rồi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cha mẹ ruột của chúng ta thôi. Các con suy nghĩ rất đúng. Thầy ơi, bây giờ chúng con phải đi đâu để tìm mẹ? Cốc mẹ không được xuống hồ vì quan cấm. Các con hãy lên trên mặt hồ đi tìm mẹ đi. Chúng con cảm ơn thầy. Các con đi nhớ phải cẩn thận nha. Thật là đẹp quá.
về với mẹ là mẹ đã vui lắm rồi. Mẹ vui lắm rồi các con ơi. Mẹ ơi, chúng ta mau đi cứu cha thôi. Đúng rồi, cha còn đang chờ chúng ta đến cứu. Nè, nhà Trê, các người đã biết tội chưa hả? Dạ bẩm quan, con biết tội rồi. Tại sao ngươi lại cướp con của nhà Cốc? Dạ tại vợ chồng con hiếm muộn, muốn có được đứa con để ẵm bọc nuôi nấng. Khi thấy đám trẻ hổng cha hổng mẹ nên đem về nhà nuôi. Dạ bẩm quan, con cũng như quan, nhìn thấy lũ đồng nọc đầu to lại có đuôi thì nghĩ chúng là con nhà Trê thôi. Quan xem, chúng mãi vẫn chưa rụng đuôi, chưa chắc chúng là con nhà Cốc đâu ạ. Bây giờ ông hết nói được rồi nha. Chúng tôi đích thị là con nhà Cốc. Chúng tôi là Cốc, cha mẹ chúng tôi là Cốc. Hắn ta là kẻ tham lam ăn hối lộ, xử hắn đi. Dạ con lỡ dạy, xin quan tha cho con. Vợ chồng Trê cướp con của người khác, phạt 50 lượng vàng và 50 roi. Còn cá rô, người dám ăn hối lộ xử oan người, bị cắt chức và đánh 50 hèo, thả tự do cho Cốc cha. Rồng dáng lên mây, có cái cây lúc lắc, con chủ ở nhà hao. Ông chủ đi vắng rồi, muốn qua phê để lại một bé. Mẹ làm bánh rồi, mọi người lại ăn bánh thôi. Con muốn ăn, con muốn ăn, con muốn ăn. Từ từ, từ từ thôi nào các con. Đừng có dầm. Con nhớ cha mẹ Trê quá. Lúc không có ba mẹ, cha mẹ Trê đối với tụi con rất tốt. Tôi nhớ các con quá. Dù không sinh cũng có công nuôi. Tôi nhớ tiếng cười đùa của các con. Mẹ ơi, mẹ ơi, Trê ơi. Các con nó thành công rồi, không giống ta nữa, trông lạ lắm. Chúng con cũng nhớ cha mẹ lắm, dù không còn giống cha nhưng con vẫn nhớ cha ạ. Cảm ơn anh chị đã nuôi các bé trong lúc vợ chồng tôi không có ở đây. Chúng tôi ở gần bờ, khi nào rảnh anh chị cứ ghé chơi. Nhờ vợ chồng Cốc trọng lượng, dạy đàn Cốc con biết ơn nuôi dưỡng, mà vợ chồng Trê cũng được an ủi phần nào. Ngày xưa có một chàng trai tên là Ngưu Lang làm chăn trâu thuê cho ông bà bá hộ đã 5 năm mà chưa được trả công. Thằng Ngưu Lang đâu rồi? Giờ chưa đi chăn trâu, để trâu đứng đầy ở nhà tao đó hả? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Dạ con đây thưa ông. Cái thằng giờ này mặt trời đã lên quá ngọn sào rồi mà chưa đưa trâu đi ăn hả? Dạ con cũng đói mà chưa được ăn gì, thì làm sao con đưa bọn trâu đi ăn nổi? Cơm mày ăn ngày ba bữa còn kêu ca nổi gì. Dạ nhưng mà ông chưa trả tiền công của con 5 năm qua. Lúc trước á, ông bảo con còn nhỏ nên ông giữ tiền cho con sau này lãnh một lần để làm ăn. Vợ đã 5 năm rồi, con muốn lấy tiền công để... Mày dại lắm. Bây giờ mày lập nghiệp thì chắc gì tiền đã xin lời. Lỡ mà mất hết á, thì lại đi làm mướn. Để dành nhiều một tí á, rồi cưới vợ, lập gia đình là ăn chắc. Không lỗ đi đằng nào được hết. Nhưng mà con muốn dựng một cái nhà. Có nhà rồi thì mới cưới vợ được chứ. Trước giờ con ngủ ngoài chuồng trâu không mà. Thôi được, nghe mày nói cũng có lý. Vậy ngày mốt ta sẽ bán đàn trâu này rồi trả công cho mày. Nhưng mày phải làm sao kiếm được một con trâu nữa cho chẳng 10 con thì bán mới được giá.
Làm sao mà chỉ trong 2 ngày con kiếm được một con trâu khác cho ông bây giờ? Đợi trâu đẻ cũng phải 1 năm nữa ông. Vậy thì mày làm thêm cho ông mấy năm nữa, để khi nào kiếm được vợ hẳn tính. Đi chăn trâu mau đi, nó mà chưa được tắm rửa như lần trước thì ông trừ lương đó. Đi thôi. Ủa, 1, 2, 3 nè, 4, 5 nè. Ủa, mình cứ đếm vậy hoài thì có thêm một con nữa không ta? Mày thì tốt rồi, có nhà ở, có vợ con, có người chăm lo ăn uống tắm rửa hàng ngày. 6, 7, 8. Ủa, một con nữa đâu rồi? Lại đi ăn lung tung rồi đây. Mau buông ra, cái áo của ta không phải đồ ăn đâu, biết chưa? Con trâu này, mau nhả ra. Dạ, ông có sao không ạ? Cậu là ai mà dám thả trâu ở đây? Dạ, con thấy cỏ ở đây tươi ngon, cho nên con dẫn đàn trâu đến. Thôi thôi được rồi, ta đang vội. Để con giúp ông một tay. Vậy thì tốt quá, ta đang có việc mà lại rớt tơ ở đây. Đúng lúc con trâu kia nhai áo của ta, khiến không thể nào thu gọn được. Ê, gỡ ra từ từ thôi, đừng có làm đứt nhân duyên thiên hạ đó. À, ông chờ con một chút, con có cách. Người quả là tháo giác, lấy sáp ông mà thu được tơ thật nhanh. Ông quá khen, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Mà ông là nhà buôn tơ hay sao mà ông lại... Người quả là không biết đây là đất tiên sao? Hả? Đây là khu rừng tiếp giáp với tiền giới, để trồng thuốc và lấy nước rửa chân. Thường thì sẽ có sương mù đánh lạc hướng con người, vậy mà hôm nay ngươi lại vào được đây. Dạ, con mãi nghĩ đến việc dựng nhà lấy vợ nên không có để ý đi lạc vô trong đây. Ủa, vậy ông cũng là tiên sao? Ta là Nguyệt Lão, lo việc hôn nhân của Trần Giang đây. Hả? Có thật là vậy không? Nguyệt Lão, xin hãy cho con biết con có vợ hay không? Làm sao con tìm được một người vợ bây giờ? Ê, từ từ xem coi. Ta thấy ngươi cũng là một anh chàng tốt bụng tháo giác. Ngươi hãy ném sợi tơ này xuống đất, nó sẽ dẫn ngươi tìm đến một cô gái phù hợp với ngươi. Dạ, con cảm ơn ông. Đây, giờ mình nên làm gì đây? Chúng ta về thôi các chị. Tiên trưởng mà biết được thì... Chúng ta về vậy. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại mà. Các chị ơi, áo của em đâu mất rồi? Sao lại vậy? Lúc nãy em để ở đâu? Em để cùng với các chị mà. Có thể nó bị gió thổi bay đâu đây thôi. Trời đã về chiều rồi, chúng ta sẽ bị tiên trưởng mắng mất. Mau về thôi. Còn em thì sao? Không có cánh, làm sao em về được? Em tạm ở đây chờ chị. Tụi chị sẽ đánh lạc hướng tiên trưởng rồi sẽ quay lại đây giúp em. Các chị giúp em với. Nếu việc này bị phát hiện thì em sẽ bị phạt mất. Ủa cô ơi, cô có sao không? Ngươi là ai? À, tôi là Ngưu Lan, đang chăn trâu ở gần đây nè. Tôi nghe tiếng khóc của cô cho nên tôi tới xem sao. Mà cô bị sao vậy? Tôi là chức nữ, tiên nữ dịch giải ở trên trời. Hôm nay xuống giếng này lấy nước, không ngờ lại bị mất cái áo cánh tiên, nên tôi không làm sao bay về trời được nữa. Xin cô hãy bình tĩnh lại, hay là chúng ta cùng nhau tìm? Tôi đã tìm khắp hết ở đây rồi. Nếu không về trời
thì tôi sẽ bị phạt mất. À, hay là cô về chỗ tôi ở tạm đi. Trời sắp tối rồi, cô đâu thể ngồi ngoài rừng như vậy hoài được. Nhưng lỡ các chị tôi đến mà không thấy tôi thì mai chúng ta sẽ quay lại đây coi làm sao. Cô nghe lời tôi đi, tôi sẽ cố hết sức giúp cô. Sao anh tốt với tôi vậy? Tôi thấy người hoạn nạn thì thương mà. Cứ như anh kể thì anh thật giỏi, khi một mình chăm sóc bầy trâu sinh con đẻ cái đông đúc thế này. Cô quá khen. Mà nè, lát nữa ông bá hộ có hỏi thì nhớ nói với ông ấy rằng cô là vợ tôi nghe. Sao lại thế? Tại vì có như vậy á thì tôi mới bắt ông ta trả tiền công ở đợi 5 năm cho tôi được, và tôi có thể dựng một căn nhà để cho cô ở tạm. Vậy ra anh không có nhà sao? Vậy từ đó đến giờ anh ở đâu? Tôi ngủ ở hành lang nhà kho của ông bá hộ. Thật tội cho anh. Tôi còn trẻ nên sao cũng được. Tôi cứ nghĩ ông bá hộ sẽ tiết kiệm giúp tôi, vì tính tôi cũng phóng khoáng. Dù vậy chăng nữa thì tôi nghĩ anh cũng xứng đáng nhận được phần của mình. Thằng ngu, đi chăn trâu đến giờ này mới về. Ông tưởng mày định trộm cả đàn trâu của ông á thì biết tài. Dạ, xin lỗi ông. Dạ, con vừa tìm được một cô vợ nên về trễ. Sẵn có nhà quan ở đây, xin ông hãy giữ lời trả tiền công 5 năm cho con đi ạ. Cái gì? Dạ, xin giới thiệu, đây là chức nữ, vợ của con. Thằng kia, nói thiệt đi, mày đã bắt cóc tiểu thư con cái nhà ai có phải không? Giờ bẩm sai nha, xin hãy bắt cái thằng này về hỏi cho rõ ạ. À, thưa ngài, tôi chính là vợ của chàng Ngưu Lang đây. Trời ơi, cô nương xinh đẹp vậy, sao lại chịu đi làm vợ của một thằng nghèo như nó? Nghe lời ta, bỏ nó đi. Ông bá hộ, ông đã hứa với con sẽ trả tiền công cho con nếu con cưới vợ mà. Thả tôi ra, thả tôi ra. Các ông phải thả Ngưu Lang ngay và trả tiền công làm 5 năm cho anh ấy. Từ nay anh ấy đã có gia đình và là người tự do, không được lôi thôi với anh ấy nữa. Giờ thì anh đã lấy lại được tiền công rồi, chúng ta mau đi xây nhà. Lúc nãy làm sao mà... Tôi thấy họ cố tình muốn bắt nạt anh nên đã dùng một chút xíu phép thuật để trả lại công bằng cho anh. Như vậy đâu có sai phải không? Không, cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ có cô mà tôi được cầm tiền của mình làm ra. Bởi vì trên trời có luật thần tiên không được can dự vào chuyện của con người. Làm phép lung tung như vậy, nếu bị phát hiện tôi sẽ bị phạt mất. Vậy thì cô đừng có làm phép nữa. Tôi sẽ bảo vệ cô, không để chuyện như vừa rồi xảy ra nữa đâu. Vậy anh định xây nhà ở đâu? Tôi thấy nơi đây cũng được, gần làng, gần bến nước, cũng gần đường cái nữa, rất là thuận tiện. Chức nữ, cô hãy tạm nghỉ ngơi ở đây đi, ngày mai tôi sẽ xây nhà cho cô. Cảm ơn anh, nhưng rồi anh ngủ ở đâu? Tôi hả? Tôi thức canh cho cô ngủ. Không có sao đâu. Hôm nay chắc cô cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi, đừng có lo cho tôi. Cảm ơn anh. Vậy mai anh định làm gì với số tiền công? Tôi sẽ xây một căn nhà nhỏ trước đã. Sau đó hả, còn dư thì tôi sẽ mua một con trâu để cày thuê, hoặc là mua một bộ đồ đẹp cho cô, có được không? Các chị, chờ em với. Em nhớ nhà lắm, đừng bỏ em.
tội nghiệp nàng ấy quá. Hay là ta trả lại cái áo, nhưng mà ta cũng không muốn rời xa nàng ấy. Chức nữ! Ủa, cái áo còn đây, nàng ấy đi đâu được kia chứ? Anh ơi, anh ơi, anh cho tôi hỏi, anh có thấy một cô gái nào đi lạc ngang qua đây không? Không, không thấy. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Có khi nào nàng ấy gặp nguy hiểm gì không? Chức nữ! Ngưu Lan, anh làm gì mà thở dài vậy? Hả? Chức nữ! Chức nữ, cô đây rồi. Cô không sao? Tôi mừng quá. Anh lo cho tôi sao? Lo chứ, tôi... Mà thôi đi, cô an toàn là tốt rồi. Cô mau ngồi xuống đây, tôi mua đồ ăn cho cô rồi đây nè. Cảm ơn anh. Hôm nay tôi đã đến Giếng Tiên để xem các chị có trở lại không, hay có tìm thấy cánh tiên không. Chẳng tìm thấy gì cả. Để tôi xây căn nhà thật nhanh cho cô có chỗ ngủ đêm nay nha. Ui da. Anh có sao không? Anh đâu cần làm vậy. Tôi... Tại tôi vội quá. Nhưng mà không sao, tôi làm cho nhanh để kịp trời tối cô có cái mái che tạm. Vậy sáng giờ anh làm gì? Thì tôi đi tìm cô. Tôi sợ cô gặp nguy hiểm. Tôi thì gặp nguy hiểm gì được, tôi có phép mà. Để tôi giúp anh một tay. Đừng! Cô không thể làm như vậy, người ta sẽ phát hiện ra và bắt cô mất. Thấy anh cực khổ vì tôi cũng muốn báo đáp anh một chút. Chắc là không sao đâu. Cảm ơn cô. Chỉ cần cô an toàn là tôi vui rồi. Mình sẽ quét thật sạch sẽ để chức nữ ngủ được ngon hơn. Tiên trưởng! Còn thiệt là đã bị mất cánh, ở dưới trần còn đi lại lung tung, làm phép lung tung. Nếu như bị phát hiện thì phải làm sao? Con đã cố tình làm thêm một phép nữa để tiên trưởng tìm thấy con ở đây. Giờ con bị mất cánh rồi, xin giúp con về lại nhà đi. Ta đã nghe các tiên khác báo lại rồi, nhưng tạm thời các tiên đang bận rộn thu hoạch sợi và tơ cho kịp dệt, nên không ai có thể giúp con trở về hết. Nhưng lỡ Dương Mẫu bất ngờ đến hỏi thì sao? Điều đó ta phải tự tìm cách thôi. Nhưng con phải ở nguyên đây, vì con chưa tìm ra đôi cánh nên bây giờ con không thể về trời được. Nếu có được cánh tiên, chắc chắn nàng ấy sẽ trở về, và ta mãi mãi không được gặp nàng ấy nữa. Con ở đây có tốt không? Mà đây là nhà ai vậy? Đây là nhà của chàng Ngưu Lan. Chàng ấy rất tốt với con và giúp đỡ con từ lúc tìm thấy con ở chỗ Giếng Tiên. Dù sao con cũng phải cẩn thận, không nên để hắn nhìn thấy ta. Con hãy cẩn thận, ta sẽ trở lại khi có dịp. Dạ, con sẽ nhớ lời tiên trưởng. Tôi đã dọn dẹp rất là sạch sẽ và giường của cô đã sẵn sàng rồi. Cô có thể vào ngủ rồi đó. Vậy rồi anh ngủ ở đâu? À, tôi ngủ ở ngoài hiên này nè. Nhưng nhà này là của anh mà. Nhưng mà trai đơn gái chiếc, tôi nên ngủ ngoài này thì hơn. Cảm ơn anh. Cô đang làm gì vậy? Tôi đang nuôi tầm ăn lá dâu. Mai này có thể thu được tơ để kéo sợi dệt vải. Tôi có thể chỉ cho mọi người làm và dệt vải. Cô thật tốt. Anh chị Ngưu có nhà không? À, chị vào đây. Cảm ơn anh Ngưu đã cày hộ tôi mấy luống. Nhà có ít rau, biếu anh chị. Chị khách sáo quá, láng giềng giúp nhau một chút thôi mà. Đúng ra là mướn anh Ngưu cày thuê, mà phải khất đến cuối tháng.
nên anh chị nhận rau đỡ vậy. Vậy thì cảm ơn gia đình chị nhiều nha. Chị Ngư này, đây là một ít chén đũa gia đình tôi tặng hai vợ chồng mới cưới. Chị đâu có cần làm vậy. Anh chị Ngư đừng khách sáo, quanh đây chúng tôi rất quý hai người. Anh thì tốt bụng, chị lại dệt vải đẹp, luôn giúp đỡ chúng tôi. Hai vợ chồng thật là đẹp đôi hiếm có. Tôi xin lỗi, nhưng nếu không nói với hàng xóm chúng ta là vợ chồng thì họ sẽ để ý, không hay cho cô chức nữ. Tôi hiểu, nhưng mà tôi chắc phải ở đây lâu, rồi anh làm sao lấy vợ? Tôi tình nguyện cả đời này bảo vệ cho chức nữ cũng được. Vậy tôi xin nương nhờ anh ở chốn trần gian này. Cảm ơn nàng. Anh nguyện suốt đời này bảo vệ nàng, không bao giờ rời xa nàng. Từ đó, Ngưu Lan và chức nữ thành đôi vợ chồng hạnh phúc, chăm chỉ làm ăn và giúp đỡ mọi người. Gia đình ngày càng khá hơn, tậu được cả ruộng và trâu. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, Ngưu Lan và chức nữ sinh được một cậu con trai lên 3 tuổi. Lúa nhà mình kỳ này trúng mùa dở à? Mai chồng lên chợ huyện để bán cho mấy tiệm lớn. Lên huyện vừa đi vừa về, đi chừng 1-2 tuần thôi mà. Chồng biết, chồng đi với mấy nhà hàng xóm nên không có sao đâu. Chỉ lo cho hai mẹ con ở nhà đây nè. Không sao đâu, vợ đã quen sống ở đây rồi mà. Chồng không có muốn xa vợ và con chút nào. Chồng ơi, tới giờ đi kẻo muộn. Chồng làm gì mà lâu thế? Vợ đã chuẩn bị đồ đạc và đồ ăn cho chồng hết rồi nè. Có gì đâu, chồng kiểm tra lại coi nhà mình có đủ lúa cho vợ và con ăn trong lúc chồng đi vắng không đó mà. Chồng cứ khéo lo, đi chừng 1-2 tuần thôi mà. Vợ nghe chồng dặn đây nè, có ăn thì ăn đụn lúa gian, rồi sang đụn lúa tré, chớ ăn đụn lúa rẻ, có tổ ông dò dẻ, đốt cả mẹ lẫn con. Vợ nhớ chưa? Vợ nhớ rồi, chồng cứ yên tâm lên đường. Vẫy tay chào cha đi con. Cha đi mau về với con. Kìa, anh Ngưu, sao cứ đâm chiêu hoài vậy? Chắc là nhớ chị nhà hả? Anh chị Ngưu lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn quan tâm nhau như buổi đầu vậy? Không hiểu sao mình có cảm giác lo lắng không yên. Chức nữ. Tiên trưởng, đã 4 năm rồi, con tưởng người quên con rồi. Chào bà đi con. Thưa bà. Gì đây? Ta bận rộn có 4 ngày mà con đã lấy chồng sinh con rồi sao? Thưa, 4 ngày trên trời bằng 4 năm ở hạ giới rồi. Con vì cảm mến tấm chân tình của Ngưu Lan nên... Thôi chuyện lỡ rồi. Thật 4 năm ở hạ giới bao nhiêu chuyện thay đổi. Còn trên thiên đình chỉ mới là 4 ngày. Các tiên á vẫn đang bận thu hoạch mây. Dương Mẫu ghé qua mà không thấy con. Rồi sao nữa ạ? Thì ta phải nói con đang đi tìm mây ngũ sắc để vợ chứ làm sao. Nhưng không thể che giấu mãi, sớm muộn gì Dương Mẫu cũng phát hiện ra thôi. Con ở đây á cũng có con cái với người ta rồi, định không trở về tiên giới nữa sao? Con nhớ tiên trưởng và tiên giới, nhớ các chị em và mọi người, nhưng con không biết làm thế nào. Con hãy suy nghĩ cho kỹ. Một khi chúng ta đón con trở về thì con sẽ không được gặp lại cha con họ nữa. Có ai ở nhà không? Thôi, ta đi đây.
khi thu hoạch bay xong, ta sẽ tìm cách đưa con về. Xin cô cho tôi chút nước cháo cũng được. Mẹ con tôi đói quá. Từ xa đến đây đã tiêu hết tiền bạc. Đợi tôi một lát, để tôi đi lấy đồ ăn và một ít thóc cho hai mẹ con. Tội nghiệp quá. Kìa con, coi chừng ông đốt. Cha đã nói rồi. Coi chừng. Coi chừng ông đốt. Cánh tiên của mình. Anh Ngưu làm sao vậy? Chắc là anh mệt rồi. Mau ăn đi rồi đi ngủ. Mai còn lên đường sớm nữa. Đây là chút gạo bánh tôi mới làm và lộ phí đi đường. Chị hãy nhận đỡ cho qua cơn đói. Chị thật tốt quá. Tôi không biết phải đền ơn thế nào. Không có gì đâu. Chị đi bộ thêm chút nữa, sẽ thấy quán trọ thôi. Dạ, cảm ơn chị. Chồng tôi lên kinh thành làm ăn. Chẳng may bị ốm, nên tôi phải bế cả con nhỏ đi theo như vậy. Giữa đường mất hết tiền bạc. May mà gặp chị tốt bụng. Được rồi, chị hãy cố gắng lên. Tôi có ít thuốc gia truyền đây. Chị thử cho chồng uống xem sao. Mẹ ơi! Cha cũng đi làm ăn xa mà mãi chưa thấy về. Mới có mấy ngày, cha con không sao đâu. Con ngoan vào ngủ đi nhé. Dạ. Thì ra Ngưu Lan là người lấy chiếc áo. Vậy mà suốt bấy lâu nay chàng giấu ta. Mẹ đây, ngoan ngoan, ngủ đi con. Con hãy suy nghĩ cho kỹ. Một khi chúng ta đón con trở về, thì con sẽ không được gặp lại cha con họ nữa. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên cái áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Mẹ đẹp quá, mẹ đẹp quá. Con không được chọc quê mẹ. Năm nay trúng mùa mà lại được giá, không có uổng công chúng ta đi xa để bán. Anh Ngưu sao không vui vậy? Anh bán hết nhanh lắm mà. Sắp về với vợ rồi mà anh vẫn còn lo lắng gì sao? Tại đi xa hơn tuần rồi nên tôi nóng ruột, không biết ở nhà hai mẹ con có làm sao không. Trời, anh khéo lo. Hàng xóm ở quanh đó thì làm sao có chuyện gì. Anh đã mua biết bao nhiêu quà cho hai mẹ con chị Ngưu rồi. Họ sẽ vui lắm đó. Chúng ta đi nhanh thì chiều nay vừa kịp về tới nhà ăn cơm. Chức nữ con, nguy rồi. Tiên trưởng à, con tìm ra cánh tiên rồi, may quá. Mau mau về trời ngay con ơi, Dương mẫu sắp đến rồi. Lần này ta chẳng có cách gì nói dối được đâu. Tiên trưởng về trước đi, con gửi con trai cho hàng xóm rồi sẽ đi ngay. Mau lên nha.
khóc đi con. Sao lại chạy nhanh như thế? Con phải biết chăm sóc mình chứ. Sau này không có mẹ thì phải làm sao? Mẹ sắp đi đâu? Mẹ sắp phải về trời con ơi. Sao vậy mẹ? Mẹ cho con đi với. Mẹ không đưa con theo được. Mẹ cho con theo đi. Con hứa sẽ ngoan mà. Con hãy giữ cây lược này. Sau này có muốn tìm mẹ thì có cây lược làm tin. Con hiểu chưa? Mẹ đi có lâu không? Khi nào mẹ về với con? Mẹ xin lỗi con. Sao mẹ không về? Mẹ không thương con. Mẹ không thương cha. Mẹ đã làm rất nhiều bánh con thích ăn. Để mẹ lấy cho con nghe. Con ngoan, đừng đòi mẹ nghe. Cha con sắp về rồi, mẹ phải đi đây. Chức nữ, chồng xin vợ, xin đừng bỏ hai cha con mà. Thì ra bấy lâu nay anh trộm áo cánh của tôi, giữ cánh để tôi không bay về trời được. Chồng xin lỗi, chồng xin lỗi vợ. Do chồng đã yêu vợ ngay từ khi thấy vợ bên giếng tiên, chồng mấy lần muốn trả cánh lại cho vợ, nhưng mà sợ không còn có thể gặp lại vợ được nữa. Nhưng tôi là tiên, tôi không thể ở mãi chốn trần gian. Sao anh lại ích kỷ như vậy? Chồng biết chồng ích kỷ. Sau khi chúng ta có con, chồng đã định lần này sau khi trở về sẽ trả lại áo cho vợ để vợ định đoạt. Trách anh thì chuyện cũng đã rồi. Thời gian tình cảm gia đình chúng ta thật hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng thân phận tiên nữ, sớm hay muộn tôi cũng phải quay về trời. Đó là trách nhiệm của tôi. Chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa. Xin vợ, xin vợ hãy về con của chúng ta. Hãy đợi cho nó lớn hơn một chút nữa được không? Dương mẫu sắp đến rồi. Nếu tôi còn không về thì chị em tôi sẽ bị giáng tội. Còn tôi không biết sẽ bị phạt ra sao nữa. Chồng xin lỗi vợ. Xin vợ hãy nghĩ đến con và tình nghĩa vợ chồng chúng ta bao năm qua. Tôi thương anh, thương con. Nhưng chúng ta chỉ có thể tới đây thôi. Anh hãy chăm sóc con cho tốt. Vợ ơi, chức nữ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi. Cha thương, cha thương. Nín đi con. Mẹ đi về thăm nhà rồi con. Không, không. Mẹ đi luôn rồi. Tại cha, mẹ giận cha nên nói vậy thôi. Thôi con ngoan đi. Cha lấy bánh cho con ăn nha. Mẹ đưa cho con cái này. Mẹ nói mẹ không về nữa. Được rồi, được rồi. Vậy bây giờ con ngủ đi. Mai hai cha con mình đi tìm mẹ nha. Ta nhất quyết phải đi tìm chức nữ. Cha ơi, đường đến nhà mẹ còn xa không? Còn xa lắm con à. Con ráng chịu khó một chút nha con. Sao vẫn chưa thấy cái giếng tiên đâu ta? Cha ơi, con đói. Cha ơi, sao mẹ chưa về với con? Nào, ngồi xuống đây. Rồi cha lấy bánh cho con ăn nha. Con ăn xong rồi ngủ đi nha. Ngày mai mới có sức đi tìm mẹ. Cha ơi, con không buồn ngủ. Chắc là lạ chỗ cho nên con khó ngủ. Thôi con ráng ngủ một chút, rồi ngày mai chúng ta mới đi tìm mẹ được. Vậy cha hát ru cho con đi. Để cha hát. Cái cò mày đi ăn đêm. Cha hát không hay như mẹ. Cha biết rồi. Để cha cố gắng nghe. Con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về. Bắt được con cá trê non, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Tơ hồng đã cắt đứt, người đã đi rồi. Ui da, Lưu Lan gọi ta đó à? Là Nguyệt lão đó sao? Đúng vậy. Nhà ngươi sao lại lấy tơ hồng mà đi đốt vậy?
tưởng ngươi đã có vợ đẹp con ngoan rồi kìa chứ. Tơ hồng ngài ban quả thực đã giúp cho con có được vợ đẹp con ngoan. Cuộc sống của con gần như là hoàn hảo. Nhưng vợ con là chức nữ, là tiên dệt dải ở trên trời. Ôi trời ơi, cô ấy đã bay về trời rồi. Con đã mất vợ rồi. Quả là khó khăn. Ta không ngờ sao ngươi lại chọn tiên mà lấy vậy. Có phải là cô ấy đã cắt đứt dây tơ hồng, là chúng con hết duyên nợ không Nguyệt lão? Con không còn hy vọng gì sao? Con của con còn nhỏ, nó cần mẹ, con cũng cần chức nữ. Ngoài chức nữ ra con không cần ai hết. Thì không hẳn là không có cách cứu vãn. Nhưng trước khi đi, cô ấy có để lại cái gì không? Dạ, cô ấy có để lại vật này cho cha con. Đúng là vật phẩm của thiên đình rồi. Dạ, con đang đi tìm giếng tiên mà mấy ngày rồi không thấy. Ta đã nói rồi, rừng đó là cấm địa của tiên giới, nên lối vào mỗi ngày mỗi khác. Ngươi sẽ không thể tìm lại đường đi như khi đến lần trước nữa đâu. Vậy Nguyệt lão có cách gì, xin chỉ giúp cho con với. Ngươi có nghĩ kỹ chưa? Đường lên thiên đình rất gian khó, mà nếu cô gặp cũng chưa chắc đoàn tụ với nhau đâu. Thôi đành vậy, âu cũng là số phận. Ta đã tặng sợi tơ này thì ta sẽ phải có trách nhiệm. Nghe kỹ đây, ngươi hãy đốt sợi tơ hồng này và thả tro bay đi, trong khi tâm trí hãy nhớ về vợ ngươi. Hai cha con mình mau nghĩ tới mẹ đi con, cầu nguyện cho mẹ nghe thấy hai cha con mình. Tro của sợi tơ hồng sẽ dẫn đường cho ngươi đến giếng tiên. Ngươi hãy cất giữ kỹ cái lược và chờ người đến giếng tiên lấy nước, sau đó nhờ họ chuyển lời đến chức nữ. Vậy lỡ nàng ấy không trả lời thì sao ông? Thì tất cả chỉ trông chờ vào vận may vậy. Mẹ đâu rồi cha? Chúng ta phải chờ ở đây, lỡ mẹ xuất hiện hoặc có người để chúng ta gửi lời tới mẹ. Con mệt quá cha ơi. Cha cũng mệt, hay cha lấy nước cho con uống nha. Cha ơi, mẹ có nhớ chúng ta không? Cha nghĩ là có. Mẹ con rất là thương con, chắc chắn là mẹ đang rất là nhớ con. Mẹ cũng nhớ cha nữa, mẹ cũng thương cha mà. Ừ. Không biết lúc này con ta thế nào, có khóc đòi mẹ không? Còn Ngưu Lan, chức nữ, máu dây lên tấm vải rồi, mau con đi ra đây. Chức nữ, con làm sao vậy? Từ khi trở về con đụng đâu hư đó? Lúc sáng bên phòng dệt thì dệt sai tứ tung, bây giờ ngồi phòng thêu thì không thêu mà cứ nghĩ ngợi. Con xin lỗi tiên trưởng. Con... con đang nhớ hai cha con tên người phàm đó đúng không? Con rất nhớ con trai con. Con Ngưu Lan, anh ấy đối với con là thật lòng thương yêu. Ta biết, nhưng người và tiên làm sao có thể lấy nhau? Giờ đã lỡ rồi, con hãy cố gắng làm việc đi, rồi thời gian qua con sẽ quên. Tội nghiệp thằng bé, giá mà con có thể ở bên nó thêm vài năm nữa. Vài năm nữa thì cũng vậy thôi, trước sau gì con cũng phải rời xa nó. Vốn ngay từ đầu cậu ta và con không nên lấy nhau. Việc này đúng ra là lỗi của Nguyệt lão, tơ hồng của ông ta. Nhưng nếu bẩm thưa việc này thì sẽ liên lụy đến cha con Ngưu Lan mất. Ta biết con lo cho cha con hắn, nhưng hãy nghĩ nếu con cứ đi lại giữa hai nơi, Dương Mẫu biết được sẽ trừng trị không những chức nữ con mà cả phòng thêu và dệt của chúng ta, chị em của con và cả cha con Ngưu Lan nữa. Con hiểu rồi, thưa tiên trưởng. Con hãy đi uống trà cho tỉnh táo rồi quay lại làm việc trước khi mọi người đồn thổi về việc này. Cha ơi, sao mình chờ mấy ngày rồi mà không thấy mẹ? Chỗ mẹ bận lắm, con ráng chờ thêm xem sao. Con nhớ mẹ. Cha cũng vậy. Con yên lặng nha, nếu không sẽ không gặp được mẹ đâu. Ngươi là ai? Xin tiên cô đừng sợ. Xin cô hãy giúp cho tôi đưa tin cho chức nữ. Chức nữ? Dạ đúng vậy, xin cô hãy đưa tin cho chức nữ, nói là có cha con Ngưu Lan rất cần gặp nàng. Ngươi có vật làm tin không? Đúng vậy, đây đúng là chiếc lược của chức nữ. Vậy ra ngươi là kẻ giấu áo của em ta, khiến nó phải ở lại trần gian.
Phải, đúng là tôi. Tôi biết mình có lỗi với chức nữ, nhưng mà tôi thật sự thương chức nữ. Con tôi thì rất nhớ mẹ. Xin cô cho tôi gặp chức nữ một lần có được không? Nhà ngươi thật đáng trách, đảo lộn lục trời. Kết hôn với tiên nữ trên trời, nếu Ngọc Hoàng hoặc Dương Mẫu mà biết được thì cha con nhà ngươi, chức nữ và tất cả chúng ta cũng phải chịu tội đó, có biết không? Tôi biết tội của tôi rồi. Chức nữ có giận, nhà trời có phạt thì tôi cũng chịu. Nhưng mà con tôi thì có tội gì đâu. Nó chỉ thương nhớ và nó chỉ muốn gặp mẹ của nó mà thôi. Cha ơi cha. Con ngươi đâu? Chào cô đi con. Chào cô. Chức nữ tuy đã về nhưng rất nhớ cha con nhà ngươi, không làm việc như trước kia được nữa. Vậy là, vậy là nàng đã tha thứ cho tôi rồi sao? Ta cảm động chân tình của nhà ngươi với em gái ta. Thôi để ta thử một lần xem sao. Cha con ngươi hãy chờ đây. Mẹ đâu rồi cha? Mẹ sắp về chưa? Mẹ sắp về rồi con. Mẹ rất nhớ chúng ta. Thật khó nghĩ cho ta, ở đây được cùng các chị em, được làm việc thật là hạnh phúc. Nhưng nhớ lại những ngày cùng cha con Ngưu Lan, ta cũng không quên được. Em vào liền đi. Nghe chị nói nè, chị vừa đến giếng tiên và gặp cha con Ngưu Lan. Sao? Chị nói thật không? Thật. Hai cha con nó nhớ em lắm. Tội nghiệp thằng bé nó khóc vì nhớ mẹ. Đúng là cha con Ngưu Lan rồi. Tội nghiệp con tôi. Ngưu Lan nhắn với chị muốn gặp em đó. Em làm sao mà xuống trần được nữa? Tiên trưởng mà biết được thì... Hay là ta đưa hai cha con lên đây? Chị nói sao? Cha nấu canh này, con húp đỡ đi. Con lạnh quá. Hả? Thôi chết, con bị bệnh rồi. Thôi, con ráng húp ít canh nóng này đi. Mẹ ơi. Con ngoan đi nè, mẹ sẽ sớm về với chúng ta. Người phải leo lên ngọn núi này để chúng ta nhìn thấy rõ mà thòng dây xuống, không thì sẽ rất mất thời gian. Dạ thưa tiên cô, tôi thì chẳng xá gì, nhưng mà con tôi đang bị bệnh, đường lên núi thì quá xa. Đây, ngươi hãy lấy dầu này mà bôi cho cậu bé, trị được các loại thương tích và bệnh tật trên đời. Nhưng mà ngươi phải đến đỉnh núi trong 4 ngày tới. Khi leo lên núi, ngươi sẽ gõ 3 tiếng trống để bọn ta kéo ngươi lên. Dạ, cảm tạ tiên cô. May quá, để cha bôi dầu cho con hết bệnh nghe. Con ta hết bệnh rồi. Tạ ơn trời đất, cảm ơn tiên cô. Ngày mai có thể đi tìm chức nữ được rồi. Ráng lên con trai, chúng ta sắp gặp được mẹ của con rồi. Cha, con mệt, đói. Nếu ngươi không đến đỉnh núi trong 4 ngày tới thì sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Đây, con uống một ít nước đi. Cha con mình phải đi cho nhanh mới kịp gặp được mẹ, nếu không thì sẽ muộn mất. Con đói quá. Thôi chết, hết đồ ăn rồi. Chờ một lát coi cha có tìm được đồ ăn gì cho con không. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Trời ơi, con có nín không? Cha đang rối lắm đây nè. Cha xin lỗi con, cha cũng đói quá mà trái cây rừng mình không biết có độc hay không thì làm sao mà ăn được con. À, chim ăn được thì người cũng ăn được. Tôi, ta xin lỗi, ta xin lỗi vì đã cướp đồ ăn của ngươi. Nói vậy còn nghe được, mau trả đồ ăn cho ta. Thôi được, đây, ta trả cho ngươi. Quả ơi, ngươi có thể nào cho ta một trái được không? Con của ta đang đói quá. Các ngươi làm gì ở rừng thiên này? Đây đâu phải chỗ người phàm tới lui được. Đúng vậy, vợ của ta là tiên nữ ở trên trời,
cha con ta phải lên được đỉnh núi trong vòng 4 ngày, nếu không thì sẽ không gặp lại được nàng ấy nữa. Cái gì? Lên núi trong vòng 4 ngày? Núi này ta bay cũng mất 4 ngày mới tới, ngươi làm sao mà kịp? Ta cũng chỉ biết hy vọng và đi thật nhanh, nên không thể kiếm thức ăn được. Thật tội nghiệp cho cha con ngươi. Thôi ăn đỡ đi. Cảm ơn quả. Cảm ơn quả. Ngươi cũng ăn cùng ta chứ? Không cần đâu, ta sẽ đi tìm cái khác. Nếu ngươi bắt được con ngựa thần thì sẽ lên núi nhanh hơn đó. Quả. Ngựa thần ư? Đến cái hồ phía tây, vào lúc mặt trời lặn thì con ngựa hay uống nước ở đó. Con ngựa đó có thể chạy tới bất cứ đâu chỉ trong chớp mắt. Nhưng làm sao ta bắt được? Ngươi phải giữ chặt cổ của nó. Dù cho nó có chạy cỡ nào, ngươi cũng không được thả ra. Đến khi nó mệt, nó sẽ chịu để yên cho ngươi cởi thôi. Có thật là vậy không? Làm sao ta phân biệt được đây? Con ngựa ấy cũng đen tuyền như bộ lông của ta vậy. Ngươi tin hay không thì tùy, nhưng mai này nếu có đồ ăn, ngươi nhớ chia cho ta là được. Quả, quả. Được, ta sẽ thử xem. Cảm ơn quả. Sau này ta hứa sẽ chia cho ngươi bất cứ đồ ăn nào ngươi muốn, bất cứ lúc nào ngươi đói. Được, hy vọng ngươi giữ lời. Đi về phía tây có thể mất 1 ngày thôi, nhưng mà cứ thử xem sao. Cha ơi, sao mình ngồi đây? Con hãy yên lặng, cố gắng chờ một lát. Chúng ta sẽ bắt ngựa. Ngựa ngoan, xin hãy giúp cho cha con ta lên núi. Chỉ một lần thôi mà. Ta không thể giúp ngươi được. Tại sao vậy? Ngươi không phải là ngựa thần sao? Ta đúng là ngựa thần, nhưng ta bị gai đâm vào chân, không thể chạy được trong vòng mấy tuần tới. Cái gì? Ngươi bị thương không chạy được sao? Phải rồi, tội nghiệp ngươi quá. À, đúng rồi, ta có thuốc trị thương rất là hữu hiệu đây, để ta chữa cho ngươi. Có được không? Nhưng mà ngươi phải hứa sẽ đưa ta lên thiên đình. Vậy thì không được đâu, ta chỉ có thể chạy được trên đất thôi. Vậy thì đưa ta đến đỉnh núi này thôi cũng được. Vậy thì được. Nếu ngươi chữa khỏi cho ta thì ta hứa sẽ đưa cha con ngươi đi. Có hiệu nghiệm không? Chắc là sáng mai sẽ khỏi thôi. Tiên nữ cho ta thuốc này để chữa cho con trai ta mà. Em nhớ canh chừng nghe chưa? Dạ. Chị có chắc là cha con Ngưu Lang sẽ đến được không? Còn phải xem hắn ta kiên trì tới đâu. Thì ra chuyện tình của anh cảm động éo le như vậy. Vì vậy nên ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ đó. Nhưng anh đã gặp rồi thì chức nữ cũng chẳng quay lại được đâu. Chỉ bằng anh cứ ở trần gian nuôi con đến lớn, mai ra chức nữ có thể lén tới thăm vài lần. Ngươi không có hiểu được tình vợ chồng, tình mẫu tử đâu. Ta chỉ muốn nói rõ cho chức nữ biết nỗi lòng của ta. Ta chỉ muốn được một lần gặp lại chức nữ, còn hơn là chờ đợi trong mòn mỏi. Thật khó hiểu. Dù sao thì chuyện tình của anh cũng làm ta cảm động. Mai chân ta lành hẳn thì ta sẽ đưa cha con anh đi. Chức nữ, ta sẽ nắm bắt cơ hội này để được gặp nàng. Hãy chờ ta. Ngươi thấy thế nào? Ta có thể đi lại được bình thường rồi. Chân hết đau rồi, còn thấy khỏe hơn nữa. Quan hô ngựa, quan hô ngựa. Mau leo lên đi. Nhắm mắt lại. Mở mắt ra đi. Hả? Hay quá. Vậy là tiên cô nói thật rồi. Chúng ta sắp được lên trời gặp mẹ của con rồi con ơi. Vậy thì chúc mừng nhà anh sắp đoàn tụ. Cảm ơn ngựa thần. Đừng khách sáo. Anh đã chữa chân cho tôi, tôi giúp lại anh. Chúng ta không còn nợ nhau nữa. Thôi anh mau đi đi. Khi vào túi, ngươi hãy gõ trống 3 lần làm hiệu để ta kéo ngươi lên trời.
Mình sắp gặp được mẹ rồi đó con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Vợ ơi, mới có ít lâu không gặp mà con đã gầy như vậy, tội nghiệp con tôi quá. Bởi vì cha con ta nhớ nàng quá đó. Đúng rồi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con nữa. Cha cũng nhớ mẹ nữa. Chức nữ, ta sẽ ra ngoài canh chừng, nhưng em phải nhanh lên, không thể giấu họ ở đây lâu được. Vợ ơi, xin vợ hãy tha thứ cho chồng. Nhưng mà vợ thấy đó, dù có phải lên trời xuống bể, chồng cũng chỉ thương có mình vợ và con thôi. Thời gian qua, vợ ở cõi tiên rất nhớ hai cha con. Nhưng luật trời nghiêm khắc, chúng ta vốn không thể gặp nhau nữa. Chỉ cần vợ tha thứ cho chồng, chồng sẽ tìm mọi cách để lên trời gặp vợ mỗi ngày, có được không? Mẹ ơi, con đói. Chồng thấy vợ xanh xao lắm. Vợ có khỏe không? Từ lúc về trời, vợ cũng buồn và lo cho hai cha con, nên không vui vẻ như trước. Chắc là giờ vợ xấu xí lắm. Không, không, chồng chỉ lo cho vợ thôi. Lúc nào vợ cũng là xinh đẹp nhất. Hai cha con cũng ốm đi nhiều quá. Con và cha đã tìm mẹ khắp nơi. Vậy con kể mẹ nghe có được không? Gia đình Ngưu Lang chức nữ hàn huyên với nhau cho tới sáng, không muốn rời. Chuyện là vậy đó mẹ. Tội nghiệp hai cha con phải gian khổ quá. Để gặp được vợ, gian khổ mấy cha con chồng cũng chịu. Chức nữ, tiên trưởng. Chức nữ. Tiên trưởng, con xin lỗi. Xin tiên trưởng tha thứ cho chức nữ. Lỗi là tại con. Cha con còn nhớ chức nữ tha thiết, nên cầu xin tiên cô cho một cơ hội để đoàn viên. Các người thật là liều mạng. Việc này mà lộ ra thì tất cả chúng ta đều sẽ chịu tội hết. Xin tiên trưởng cho chúng con được đoàn tụ một chút nữa thôi. Thôi à. Con hứa, đêm nay sẽ đưa cha con Ngưu Lang về lại Trần gian. Bà ơi, cho con được ở lại với mẹ đi bà. Bà ơi, xin bà cho mẹ ở lại với con đi. Con hứa sẽ ngoan, con sẽ không khóc, không quậy phá. Các người thật là... Thôi được rồi, ta sẽ cho phép các người ở đến tối. Nhưng chỉ đến tối thôi đó. Ồ, đúng là một cậu bé thông minh. Thật tiếc, con không phải là tiên. Ta sẽ cho con làm tiên đồng. Trên thiên đình cũng chăn trâu à? Đúng vậy, đây là trâu thần của Ngọc Hoàng. Vậy chồng có thể xin chăn trâu ở đây để được ở gần vợ. Không phải chỉ có người phàm không được lấy tiên, mà các tiên cũng không thể lấy nhau được. Con của chức nữ dễ thương quá. Cho con bánh trái đào nè. Giá mà giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Không hay rồi, Dương mẫu nương nương sắp đến. Hả? Có thật vậy không? Giờ phải làm sao đây rồi? Bây giờ phải làm sao đây? Không hay rồi, Dương mẫu nương nương sắp đến. Hả? Có thật vậy không? Không hay rồi, bây giờ phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Còn phải đưa họ trở về Trần gian ngay. Mau lên, không có chần chừ gì nữa. Đây là đồ ăn các chị em của vợ làm cho hai cha con. Vợ. Mẹ ơi, mẹ có về với con không? Mẹ không về được con ơi. Không chịu đâu, mẹ về với con đi. Con ngoan về với cha đi. Liệu có cách nào cho chồng gặp lại vợ nữa không? Không đâu chồng ơi, lần gặp này là cuối cùng. Nếu chúng ta còn gặp nhau nữa thì tất cả sẽ chịu phạt. Khi nào chân chạm đất thì chồng hãy đánh 3 tiếng trống để vợ biết mà cắt dây. Mẹ ơi mẹ, mau lên đi chích nữ, Dương mẫu đã tới thềm điện rồi.
Dương mẫu nương nương vạn tuế. Miễn lễ. Mới sáng sớm, Dương mẫu có việc chi dặn dò? Ta đi ngang qua đây nên muốn thăm mọi người thôi. Nghe nói chức nữ tiên tử đã về rồi, đúng không? Dạ. Ta muốn gặp nàng ấy một lát. Làm phiền Dương mẫu quá, người cứ dặn dò tôi là được rồi. Không phiền, ta chỉ muốn xem nàng ta thêu thùa. Chức nữ thêu rất chăm chú, khiến ta có cảm giác thư giãn. Dạ, để tôi cho người đi gọi nàng ấy ngay. Trong khi chờ đợi, chúng ta ra vườn hoa một lát được không? Dương mẫu, xin ngồi lại đây uống trà. Ngoài vườn sáng sớm không... Ngươi làm gì mà ấp úng thế hả? Có phải đang có chuyện gì ở đây không? Mẹ! Con ngoan, nín đi con. Rồi chúng ta sẽ tìm cách khác. Con tạm bánh này đi. Bánh này mẹ hay làm cho con ăn nè. Quá, quá. À, người quen cũ, có nhớ tôi không? Quá. À, là quả đó sao? Đúng vậy. Anh có gì ăn không? Tôi và các bạn tôi đói quá. Xin mời, tôi giữ lời hứa mà. Đừng mổ. Nhanh lên em. Ba hồi trống. Nghĩa là cha con họ đã xuống đất rồi. Chức nữ, con đang làm gì ở đó? Dạ, Dương mẫu vạn tuế. Đó là tiếng hét của ai? Chuyện này là sao? Ta đã hiểu câu chuyện của các ngươi. Hãy chờ Thiên Lôi đi điều tra về coi sao. Bẩm Ngọc Hoàng và Dương Mẫu, con quạ này nói do nhầm lẫn mà bạn bè nó đã gõ trống, khiến trên trời cắt dây. Chồng và con ta. Bẩm, hai cha con người Trần kia đã rớt xuống biển rồi. Xin Ngọc Hoàng và Dương Mẫu thương tình mà cứu chồng con của con ạ. Con xin nhận hết hình phạt, xin người cứu với. Dương Mẫu thấy sao hả? Bẩm Ngọc Hoàng, câu chuyện quả rất thương tâm. Thần cũng xin Ngọc Hoàng rủ lòng mà cứu họ lần này. Cũng được. Thương Lan, con trai. Rồi, cho gia đình con được ở bên nhau. Thôi ta đã hiểu rồi. Các ngươi hãy nghe đây. Xét thấy Ngưu Lan có tội giấu cánh tiên để giữ chức nữ ở hạ giới kết hôn với mình. Chức nữ cũng có tội vì dám đưa Ngưu Lan và con trai từ Trần Gian lên thiên đình. Nhưng tình nghĩa gia đình quá sâu đậm, luật trời cũng phải động lòng trước tình cảnh của các ngươi dành cho nhau, nên ta cho phép. Thế là Ngọc Hoàng cho phép cha con Ngưu Lan được thành tiên ở lại chốn thiên đình chăn trâu cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đồng ý cho gia đình chức nữ Ngưu Lan được gặp nhau trên sông Ngân một năm một lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Để chuộc lỗi, cứ đến ngày Ngưu Lan chức nữ hội ngộ, đàn quạ phải bay đến bắc cầu bay qua sông Ngân cho họ được gặp nhau. Dân gian vẫn gọi là cầu Ô Thước. Nước mắt của gia đình Ngưu chức rơi xuống trần thành mưa ngâu. Từ đó cứ đến ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, trời thường rỉ rả mưa phùn, người ta gọi là ngày xưa có chàng Trương Chi học giỏi lại thổi sáo hay, đến nỗi muôn thú cũng phải im lặng đến nghe. Gió thường hay thổi lá cây để hòa điệu cùng tiếng sáo của chàng. Tuy nhiên gương mặt chàng xấu xí nên chẳng thể đi thi hoặc được ai nhận làm gì. Chàng làm nghề chài lưới kiếm sống qua ngày. Bác làm khán giả của con chạy hết rồi. Cũng phải kiếm cái ăn con.
Dạo này hình như thấy bác bán được nhiều cá lắm phải không? Ừ, con gái của quan đại thần đang ở đó dưỡng bệnh, nghe đâu là bệnh về mắt nên cần ăn nhiều cá. Hôm nay con đến đưa cá giúp bác nha. Bác có hẹn với khách đưa đò rồi. Nhưng con... Không sao, mình đổi cá thôi mà, có gì to tát. Nếu ngại thì đội nón cúi mặt xuống thì được rồi. Tiểu thư, người phải ăn chút gì rồi uống thuốc mới mau khỏe chứ ạ. Xin tiểu thư đừng khóc, thầy thuốc đã nói nếu cứ khóc hoài mắt tiểu thư sẽ không khôi phục lại được đâu. Ai đó, làm gì mà ồn ào vậy? Tiểu thư đang bệnh, cần nghỉ ngơi kia mà. Bẩm tiểu thư, vì có gã bán cá kỳ dị cho nên mọi người kinh hãi. Anh nhìn sợ quá, làm ai cũng la hét thất thanh. Thôi, đứng ở ngoài này chờ bà bếp của chúng tôi ra lựa cá rồi sẽ trả tiền cho. Tiểu thư đừng qua đây, ông này dễ sợ lắm. Xin tiểu thư thứ tội, tôi đang chờ người ra lấy cá rồi tôi sẽ đi ngay. Anh kia đừng sợ, ta đến vì mến mộ tiếng sáo của anh. Âm điệu thật kỳ diệu, âm thanh nghe buồn nhưng êm đềm trong sáng, chạm tới tim ta. Còn vẻ ngoài có là gì? Những kẻ có gương mặt đẹp đẽ, lời nói dễ nghe, nhưng tấm lòng đổi thay còn nhanh hơn cơn gió thoảng qua. Đa tạ tiểu thư không chê tài mọn của tôi, nhưng tiểu thư không ghê sợ gương mặt của tôi sao? Mắt ta không thấy gì hết, nhưng tiếng sáo thật hay, ta như thấy được cả một bức tranh bình yên từ âm thanh đó. Cảm ơn nàng, vậy là tiếng sáo của tôi đã giúp nàng khuây khỏa phần nào, cũng xem như tôi không uổng công bấy lâu nay rèn luyện. Tiểu thư cười rồi. Đã nhiều tháng tiểu thư không cười, từ sau khi phu nhân mất. Từ khi phu nhân, mẹ tiểu thư mất đi, nàng đã khóc rất nhiều. Nên thôi, em đừng có làm phiền người ta nữa, dẫn ta ra đình chơi đi. Là thật sao? Lần đầu tiên sau bao ngày nay tiểu thư muốn đi chơi. Xin anh hãy thổi thêm vài bản nhạc nữa cho tiểu thư tôi được vui, có được không? Em đâu rồi? Cá của tôi đâu? Bẩm tiểu thư, tôi không biết tiểu thư đang ở đây. Xin lỗi đã làm phiền tiểu thư. Không sao đâu, đa tạ anh đã thổi một khúc nhạc thần tiên. Làm phiền anh rồi, ta xin phép. Tiểu thư đừng khách sáo. Giỏi lắm, nhờ tiếng sáo của cậu mà tiểu thư chịu ra khỏi phòng sau 3 tháng nay rồi. Thấy sắc mặt cũng có vẻ khá hơn. Thỉnh thoảng cậu đến thổi sáo đi, biết đâu tiểu thư sẽ khỏe lại. Ở tập trước, Trương Chi đem cá đến dinh thự của Mỹ Nương. Tiếng sáo của chàng tình cờ cảm động Mỹ Nương, khiến nàng quên đi muộn phiền, bước ra ngoài để nghe. Tiểu thư,
người có làm sao không? Sao không gọi em? Em nói xem, có phải bây giờ ta trở thành gánh nặng của cha không? Tiểu thư, đừng nghĩ vậy mà, người sẽ khỏe lại thôi mà. Ta thấy mình vô dụng quá, nhặt khăn tay cũng không làm được nữa. Tiếng sáo lúc chiều kìa tiểu thư. Có lẽ tiếng sáo của ta sẽ giúp tiểu thư ngủ ngon chăng? Ít nhất ta có thể giúp một người đau khổ như này. Từ đó Trương Chi hay tìm cớ đến gần đình hóng mát để thổi sáo hoặc giả vờ câu cá. Mỹ Nương bắt đầu tươi tỉnh hơn nhờ tiếng sáo của chàng. Hai người gặp gỡ thường xuyên hơn. Trương Chi Mỹ Nương trở nên thân thiết và họ yêu nhau lúc nào không hay. Sao đột nhiên nàng lại không vui? Vì em ước gì mình có thể ngắm những cảnh đẹp nhân gian cùng chàng, được nhìn thấy chàng. Nếu như nàng trông thấy mặt ta, thì có lẽ nàng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy ta nữa. Xin đừng. Có lẽ nhờ bị mù, nên em có thể cảm nhận được vẻ đẹp trong tâm hồn chàng. Nhưng em ước gì mình có thể khỏe lại, mắt sáng trở lại, để nhìn thấy chàng, nhìn sâu vào mắt chàng. Cảm nhận được cảm xúc trên gương mặt chàng. Nàng không sợ ta không xứng với nàng sao? Em tin rằng em yêu quý chàng vì trái tim chàng, nên dù nhan sắc chàng ra sao cũng không quan trọng với em. Lão gia, chuyện này là sao? Dạ bẩm đại nhân, xin ngài đừng trách tội Mỹ Nương, tất cả là lỗi của tôi. Ta đã nghe nói việc ngươi dùng tiếng sáo để giúp Mỹ Nương con ta phấn chấn hơn sau mấy tuần qua. Niệm tình việc đó, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng hãy đi đi, đừng quay lại nữa. Dạ, thưa đại nhân, nhưng tôi yêu tiểu thư thật lòng. Ta thật sự rất khó xử khi nói với ngươi như vậy. Con gái ta có thể vì quá đau lòng, có thể vì bệnh tật, nên nó mặc cảm nghĩ rằng tình cảm của ngươi là điều duy nhất có thể cứu vớt nó trên đời. Nhưng ta là cha, ta không để cho con mình thiệt thòi như vậy, dù ta có phải nuôi nó cả đời đi nữa. Dạ thưa ngài, tôi tin rằng chúng tôi yêu mến nhau vì sự đồng điệu trong tâm hồn. Tôi tin rằng nàng yêu tôi vì cảm nhận được tình cảm qua tiếng sáo của tôi, chứ không phải vì nàng cần có một chỗ dựa như ngài nói. Vậy sao? Vậy nếu nó sáng mắt lại, thì ngươi có chắc là nó còn yêu ngươi không? Tôi tin tưởng điều đó. Tôi có thể làm bất cứ gì giúp nàng sáng mắt trở lại. Ta đã thử hết mọi cách rồi, không có kết quả đâu. Dạ thưa đại nhân, nếu tôi có thể tìm được thuốc chữa bệnh cho Mỹ Nương thì sao? Nếu ngươi thật sự vì tình yêu mà chữa được mắt cho con gái của ta, thì ta sẽ không phản đối hai người nữa. Thân con đã vậy, người ta là lá ngọc cành vàng. Hay là con cố quên Mỹ Nương đi, sống cuộc sống bình thường như trước. Con đã thương nàng ấy rồi, mong ước của nàng là muốn được sáng mắt, cho nên đó cũng là mong muốn của con. Cũng có cách, nhưng phải đánh đổi nhiều lắm con à. Vì nàng, con có thể đánh đổi mọi thứ. Nếu như tìm được nữ thần rừng và cầu xin, biết đâu thần sẽ cứu. Nữ thần rừng là người cai quản các loài cỏ cây nên tinh thông y thuật. Ai may mắn gặp được có thể xin thuốc trị bách bệnh, hồi sinh người chết. Trương Chi quyết tâm vượt núi băng rừng để tìm nữ thần rừng xin thuốc cứu Mỹ Nương. Chàng phải vượt qua bao khổ ải và vất vả, không ngại sương gió, nhưng vẫn chưa gặp được nữ thần rừng. Thank you.
các bạn. Các bạn có biết nữ thần rừng ở đâu không? Làm ơn chỉ cho tôi với. Làm sao đây? Nếu ta không hiểu các cậu muốn nói gì thì làm sao ta tìm được nữ thần rừng? Người có thể đưa ta đến gặp nữ thần rừng không? Tiểu thư thế nào rồi? Bẩm lão gia, tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại. Thầy thuốc nói tiểu thư tâm bệnh nặng nên thể trạng đang yếu dần. Nữ thần rừng ơi, xin người hãy giúp đỡ tôi. Ở tập trước, Trương Chi đi tìm thuốc chữa mắt cho Mỹ Nương, được lão lái đò mách cho thuốc tiên của nữ thần rừng trên núi cao. Trương Chi vượt qua nguy hiểm để lên núi tìm thuốc tiên và cuối cùng cũng gặp nữ thần rừng. Người phàm kia, ngươi cũng có tấm lòng đó, có thể cảm hóa muôn thú để dẫn đường đến gặp ta, lại còn phá giấc ngủ của ta. Ngươi muốn gì? Dạ, xin nữ thần rừng hãy rủ lòng thương cho tôi chút thuốc để cứu Mỹ Nương, giúp nàng sáng mắt trở lại. Tại sao ta phải giúp ngươi chứ? Dạ, tôi xin làm bất cứ điều gì để có được thuốc cứu nàng. Nàng là Mỹ Nương. Ta biết rồi, tình yêu thật đẹp, nhưng lòng người thật khó lường. Vấn đề là, ta không thể cứ cho ngươi thuốc mà đi về, phải có điều kiện. Tôi không có tiền bạc gì cả, nhưng tôi có sức khỏe. Ngươi có thể sai bảo tôi làm bất cứ việc gì. Tiền bạc thì có nghĩa gì? Cái ta cần là một trái tim. Người nói vậy là sao? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Để đổi lấy đôi mắt của Mỹ Nương, ta cần có trái tim của ngươi. Tôi... Hãy mau quyết định đi, không thì ta đi đây. Hãy khoan. Được, tôi xin chấp nhận trao đổi. Trái tim người thật đẹp đẽ và trong sáng. Tình cảm của người dành cho Mỹ Nương thật thuần khiết. Đây là tình yêu của người dành cho Mỹ Nương. Người hãy vào động kia, dùng mọi cách để chăm sóc cho cái cây này lớn lên, nở hoa, rồi đem hoa đó về cho Mỹ Nương ngửi. Tức khắc, nàng ta sẽ sáng mắt, khỏe mạnh trở lại. Dạ, đa tạ nữ thần, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ta chưa nói hết, sau khi ngửi hoa. Dạ sao ạ? Sau khi khỏe lại, Mỹ Nương sẽ mất hết ký ức về ngươi, không còn nhớ gì về một kẻ tên là Trương Chi nữa. Nên đương nhiên là cũng không còn tình yêu nào cho ngươi nữa. Ngươi hãy nghĩ kỹ lại đi. Nếu ngươi đưa tình yêu này cho Mỹ Nương khỏe lại, nhưng trái tim ngươi có thể sẽ đau đớn, tan nát cõi lòng mà chết. Và sau đó, ngươi có chết thì Mỹ Nương cũng chẳng biết ngươi là ai. Tôi sẽ nhận lấy. Tôi chấp nhận tất cả điều kiện mà người vừa nói. Làm sao bây giờ? Phải có nước tưới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để tình yêu của ta và Mỹ Nương chết héo được hay sao? Khoan đã. Nếu nó là tình yêu của chúng ta thì...
Cập ơi, Cập ơi, cây đã ra nụ rồi đây nè. Khá khen cho ngươi Trương Chi, ngươi đã làm đóa hoa nở rồi. Dạ thưa nữ thần rừng, có phải tôi có thể đem hoa về cho mị nương được rồi không? Có điều, ngươi hãy nhớ, đây là tất cả sinh lực của ngươi, tình yêu của ngươi, lẽ sống của ngươi. Nếu ngươi không thể làm cho mị nương yêu ngươi trở lại, thì trong vòng 3 ngày, ngươi sẽ chết. Dạ, tôi đã hiểu rồi. Xin đa tạ nữ thần. Để cứu được mị nương, tôi chấp nhận bất cứ giá nào. Xin hãy đưa ta trở về nào. Xin cảm ơn Cọp. Ơn này ta sẽ không bao giờ quên. Đây là thuốc mà nữ thần rừng đã ban cho tôi. Được, ta hứa với ngươi, chỉ cần con gái ta khỏe mạnh trở lại, ta sẽ đồng ý tất cả. Ngài đừng lo, tôi chỉ cần cô ấy khỏe mạnh lại. Những gì còn lại hãy thuận theo ý trời. Đây, con có nhìn thấy cha không? Dạ có, con có thấy. Như là con vừa ngủ mê một giấc dài. Cha ơi, xin hãy đuổi người kia đi đi. Con sợ quá, con sợ lắm. Ở tập trước, trải qua thử thách của nữ thần rừng, Trương Chi trồng được bông hoa có thể chữa bệnh cho mị nương. Sau khi ngửi bông hoa, quả nhiên mắt mị nương sáng trở lại, nhưng nàng không còn nhớ gì và xua đuổi Trương Chi. Chỉ cần nàng sống tốt. Trương Chi, khoan đã. Cậu có sao không? Dạ, tôi không sao thưa ngài. Chắc là đi đường nhiều ngày cho nên tôi bị mệt thôi. Ơn cứu mạng mị nương ta thật lòng cảm kích, nhưng ta rất tiếc mị nương phản ứng như vậy khi gặp cậu. Đó là việc tôi cũng đã nghĩ đến trước. Trương Chi à, hãy nhận lấy một ít bạc này của ta. Ta hứa sẽ đền bù cho cậu sau này không cần lo cái ăn cái mặc nữa. Không cần đâu. Thưa ngài, tôi còn có. Tiểu thư mới khỏe dậy, đừng làm nhiều quá. Thầy thuốc nói tiểu thư chỉ mới hồi phục thôi, cần uống thuốc bổ cho lại sức. Ta biết rồi, ta chỉ muốn theo nhanh cho kịp may áo lạnh cho cha ta. Trời sắp chuyển lạnh rồi. Tiểu thư không nhớ chàng Trương Chi thổi sáo sao? Trương Chi là người lúc chiều trong phòng ta sao? Ừ. Nhắc lại ta còn thấy sợ. Em đừng bao giờ nhắc về hắn nữa nha. Nhớ lại khuôn mặt hắn làm ta sợ lắm. Nhưng chính Trương Chi đã trèo đèo lội suối đem thuốc về cho tiểu thư mà. Thì chắc hắn làm theo lệnh cha ta. Chắc hẳn cha phải thưởng hắn xứng đáng rồi. Vậy là đủ. Ta không cần gặp lại hắn nữa. Tiếng sáo ai nghe quen mà lạ, làm tim ta đau nhói. Sao ta lại chảy nước mắt? Ôi đau. Tiếng sáo dứt rồi. Thật kỳ lạ. Ê, Thôi, không ráng được nữa thì thôi vậy. Hãy nằm tịnh dưỡng vài hôm xem sao ha. Sao ta lại mơ về khuôn mặt đó? Tiếng sáo đó nghe quen lắm, mà ta chẳng nhớ đã được nghe khi nào. Ơ kìa Trương Chi, con khỏe rồi sao? Dạ, hôm nay con đã thấy khá hơn rồi. Cảm ơn bác Tư đã chăm sóc con mấy ngày qua. Gì mà cảm ơn khách sáo vậy con? Bộ tính đi đâu hả?
Con gái của ta sao hôm nay yêu đời quá vậy? Dạ thưa cha, hôm nay như ngày nắng đẹp nên con dạo chơi chút thôi. Con chuẩn bị đi, tối nay sẽ có gia đình quan lễ bộ thượng thư đến coi mắt con đó. Ơ, cha này, con không lấy chồng đâu, con thương người khác rồi. Sao? Con thương ai? Con thương cha nhất trần đời, con không bỏ cha đi lấy chồng đâu. Thôi đừng có đùa nữa, con mau chuẩn bị tối nay đón tiếp gia đình quan thượng thư đi. Chưa ăn mà định đi đâu? Dạ, con đi xuôi dòng hóng mát. Sao tự nhiên lạ lùng vậy? Hôm nay có gió lớn đó, không chừng sẽ có mưa, đi đường nguy hiểm lắm. Dạ bác đừng lo, con chỉ đi một lát rồi con về thôi à. Hôm nay trăng đẹp. Đừng có mà trở lại gặp mỹ nương nữa nghe. Hãy quên tất cả đi con, để sống cuộc sống bình yên. Dạ đại quan. Được. Chà, nhìn ngài vẫn phong độ như xưa, tôi đây lấy lòng cảm phục lắm. Đa tạ. Mỹ nương à, con hãy tấu một khúc nhạc cho gia đình quan thượng thư thư giãn một chút đi con. Dạ. Trước nay được nghe con gái đại quan cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nay được mở mang tầm mắt. Tiểu nữ không dám à, chỉ là chút tài mọn, xin gia đình quan thượng thư đừng cười chê. Nàng có sao không? Trời sắp mưa rồi, quan thượng thư à, tôi đề nghị chúng ta chuyển vào nhà đàm đạo tiếp vậy. Xin theo ý đại nhân. Thưa lão gia, lão gia, Trương Chi. Người hốt hoảng la lối cái gì vậy? Tiểu thư không muốn nghe đến tên của hắn nữa đâu. Dạ thưa lão gia, Trương Chi chết rồi. Hả? Ở tập trước, Trương Chi đau buồn trở về nhà rồi ốm nặng. Một đêm nọ, Trương Chi nhớ Mỹ Nương nên chèo thuyền đem sáo ra thổi khúc cuối cùng. Mỹ Nương nghe được cảm thấy lòng xao động nhưng không hiểu vì sao. Người nói sao? Người nói lại cho ta nghe. Dạ, Trương Chi đã chết rồi. Ông tư lấy đò bạn thuyền của Trương Chi cũng mới biết sáng nay. Sao lại như vậy? Hắn còn trẻ quá mà. Dạ, cũng không rõ nữa. Nhưng có vẻ từ hôm ở phủ ta về thì hắn đã lâm bệnh nặng rồi. Thật tiếc cho hắn, tài quá lại chung tình như vậy, nhưng lại yếu mệnh. Mà dù sao, ta cũng nợ hắn một ân tình. Người hãy đến chỗ của ông tư lái đò giúp lo ma chai chu đáo cho Trương Chi đi. Có chuyện gì vậy cha? Không có gì đâu con. Bọn họ tới báo xe ngựa của quan thượng thư đã về đến kinh thành bình an rồi. Dạ cha, sáng nay con dậy sớm hái hoa cúc động sương ngâm làm canh cho cha uống để giải nhiệt nè. Tốt quá. Hôm qua bị đứt dây đàn, tai của con có sao không? Dạ không sao thưa cha. Chắc là do lâu ngày con không đánh đàn nên dây bị mục, do con sơ sót không kiểm tra làm mất hứng của cha và các vị khách. Không sao đâu con. Cảm ơn Trương Chi, nhờ ngươi mà ta còn thấy được nụ cười vô tư của con gái ta. Cha, sao hôm nay cha lạ quá. Từ ngày Trương Chi mất, câu cá cũng không còn là thú vui nữa. Bởi người ta nói, làm gì cũng phải có bạn hiền mới vui.
Ê, cái gì vậy? Cái gì đây? Ôi, hoa đẹp quá. Là ai? Sao tim ta đau nhói? Tại sao đầu ta lại đau như vậy? Tiểu thư, chỉ là giấc mơ thôi à? Người vẫn hay nằm mơ. Nhưng giấc mơ này kỳ lạ lắm. Ta nhớ rồi. Em có biết Trương Chi là ai không? Tiểu thư, mời dùng trà. Này em, có phải là anh chàng ngư dân hôm bữa đến đây biết thổi sáo đúng không? Người ta không quen, sao chỉ quen tiếng sáo? Dạ tiểu thư, anh ta biết thổi sáo. Vậy thì tốt, em nói anh ta đến đây thổi sáo cho ta nghe. Em không nghe ta nói gì sao? Bảo anh ta lúc nào rảnh thì đến thổi sáo cho ta nghe. Dạ chị, anh ngư dân đó đi rồi. Chàng đi biệt xứ rồi sao? Mà đi đâu? Dạ, em không biết. Sao có thể như vậy được? Ta vừa nhớ ra tiếng sáo của anh ta, vừa nhớ ra hình như ta đã từng rất thân với chàng, thì sao chàng lại đi đâu mất? Anh ta tên là Trương Chi à? Tiểu thư xem, đây là chén bằng ngọc quý lão gia đặt làm cho tiểu thư đó. Quả là ngọc quý. Hôm trước ông Tư lấy được viên ngọc to trong bụng cá, rồi hớn hở đem đến tặng cho lão gia đó tiểu thư. Lão gia rất hài lòng và đem làm thành chén ngọc dành riêng cho tiểu thư dùng trà đó. Nếu mị nương ngửi qua này và khỏe lại thì ngươi sẽ chết. Trương Chi, em nhớ ra chàng rồi. Em nhớ lại tất cả rồi. Xin lỗi chàng. Trương Chi ơi, Trương Chi chết đi đã quá thành chén ngọc. Khi nước mắt mị nương rơi xuống chén ngọc thì chén ấy quá thành nước. Người đời sau cảm thương cho mối tình Trương Chi mị nương nên đã có câu thơ rằng: nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Xưa có một cô gái tên Lạnh, nhà nghèo nên phải ở đợi trong nhà phú ông. Tuy có gương mặt ưa nhìn nhưng cô lại có một nốt búi rất to trên má. Nếu không có cái búi trên trán, mình cũng xinh đẹp đâu kém ai. Nhưng may là mình còn có tóc để che đi cái búi xấu xí này. Đâu như con Lành, cái búi ở ngay giữa mặt. Không thấy tao đang nhìn
hay sao mà dám làm vậy? Bà nói tôi gánh nước đổ đầy lu cho chị tắm, tôi nào dám cãi. Mày có cái bố xấu xí nên khi thấy tao xinh đẹp, tao soi bóng tao thì mày ganh ghét hả? Tránh ra cho tao. Chị Lụa cũng có cái bướu giống tôi mà, chị chê bai tôi làm gì? À, nhưng cái bướu của tao không xấu như mày. Cha mẹ ơi, con là nó bêu rớt con xấu xí nè. Con nhỏ này, mày có tin là tối nay tao cắt cơm mày không hả? Mày còn chọc con gái tao nữa là tao cho ăn đòn. Con ghét cái bố này. Cha mẹ mau tìm thầy lang giỏi chữa cho con đi. Cha mẹ đã tìm bao nhiêu thầy lang giỏi mà có chữa được đâu. Con không thích, con ghét cái bố này. Ê, cái cô này sao làm ngã bà cụ vậy? Không biết kính trên nhường dưới gì hết. Ta đã nói là tránh ra rồi mà, ai kêu mấy người dám cản đường ta? Cụ có sao không ạ? Con thay mặt chị Lụa xin lỗi cụ. Người ăn kẻ ở trong nhà phú ông thật hiền lành lễ phép. Ai cho phép mày dám thay mặt tao xin lỗi bà cụ? Tao không cố ý, việc gì phải xin lỗi? Con gái gì đâu mà dữ dằn ngại đó, dữ quá trời dữ. Các người dám bắt nạt ta, ta về mét cha mẹ ta. Đi về ngay, tao không thèm xem múa lân nữa, mày cũng không được xem nữa. Đi. Mày ra cái lu ở ngoài giường múc nước cho tao rửa chân, nhanh lên. Nhưng giờ này đã gần nửa đêm rồi, dân làng nói ban đêm có quỷ dữ đáng sợ lắm. Kệ tụi quỷ, kệ mày. Mày nhanh lên, không tao mét cha mẹ phạt mày liền đó. Cái đồ đáng ghét, để quỷ bắt mày đi, tao càng mừng. Chắc mình hát lên sẽ đỡ sợ hơn. Lộn cầu dòng, nước sông đang chảy, có cô 17, có chị 13, nào chị em ta cùng lộn cầu dòng. Hà, hát hay quá. Quỷ nhỏ. Chị biết em sao? Chị chơi với em đi, chị hát đồng dao mà không chơi, tẻ nhạt. Đừng đến gần ta, đồ quỷ đáng sợ, đứng xa ta ra. Sao con người đều sợ em vậy? Không ai muốn chơi với em hết, em buồn lắm. Đừng khóc, chị không có ý chê em đâu. Có phải nhìn em xấu xí nên ai cũng sợ em, không chơi với em phải không chị? Đừng có khóc nhè nữa, em không xấu xí đâu, chị mới là con bé xấu xí nè. Vậy chị chơi với em nha. Con lạnh đâu rồi? Mang nước vô đây cho tao. Mày làm gì ngoài đó mà lâu dữ vậy hả? Tao tưởng quỷ bắt mày đi rồi chứ. Tôi bị một con quỷ nhỏ hù một trận, nó ghê lắm, nó còn khóc lóc đòi tôi chơi cùng nữa. Mày gặp quỷ sao? Đừng có nói láo. Mày định trốn việc nên nói láo đúng không? Con quỷ nó mà thấy mày, nó xé xác mày ra chứ ở đó mà khóc? Hay do mày xấu xí hơn nó nên nó sợ mà khóc? Mau rửa chân cho tao, để tao còn đi ngủ. Dạ. Con người, sao lại dám vào sâu trong rừng của ta? Ngươi dẫn người trong làng vào bắt gia đình ta đúng không? Không, ta đi hái nấm bị lạc cho đây thôi. Con người không có đáng tin, ta phải bắt ngươi lại. Heo ơi, chơi với mình đi mẹ, mình không làm bạn bị gãy chân nữa đâu. Cái thằng quý nhỏ này,
con lại đi chọc phá các con thú trong rừng phải không? Con coi nè, con thú nào nhìn thấy con cũng sợ hãi bỏ chạy hết trơn đâu rồi. Con muốn có bạn chơi thôi mẹ, con muốn chơi. Ngươi đừng hòng bỏ trốn. Ông ơi, xin ông tha cho tôi về nhà đi, đừng có ăn thịt tôi. Tôi chỉ đi hái nấm rồi bị lạc, tôi không định đập về nhà của ông hết á. À, là chị gái hay bị bắt nạt ở nhà phú ông đây mẹ. Cha cho chị ấy làm bạn với con đi cha. Sao ông lại mang nó về đây? Ông định dở thói ăn thịt người hay sao? Tôi không muốn làm hại nhà quỷ đâu, xin hãy thả tôi ra đi. Nhưng con người hay nói dối lắm. Người định lừa lũ quỷ chúng ta phải không? Người đi thám thính để con người vào bắt chúng ta đúng không? Không phải, tôi không muốn làm hại ai hết. Vậy ngươi cứ ở đây, mai rồi tính tiếp. Nếu ngày mai có dân làng tới làm hại nhà ta thì ngươi chết chắc. Còn bây giờ, tới giờ ta ru con ta ngủ rồi. Thằng quỷ nhỏ này định lén đi chơi để mẹ chửi cha đúng không hả? Con ngủ đi, nằm im để mẹ hát ru con ngủ. Ngủ đi quỷ nhỏ của mẹ, quỷ nhỏ của mẹ, ngủ ngoan đi. À, con không ngủ đâu, mẹ đừng hát nữa. Bài hát vậy sao nó ngủ được, phải hát vậy mẹ. Ngủ đi à quỷ nhỏ, ngủ đi à quỷ. Thì ra, tiếng hú hét đáng sợ trong rừng vào buổi tối là do nhà quỷ ru con ngủ. Cứ như vậy, dân làng sẽ càng sợ quỷ mất thôi. Ta có vào làng nghe lén con người hát ru, để ta hát thử coi. Con ơi, là cò bay lạ, lạ, bay, bay lạ, bay từ, là từ cửa mũ. Đồng. Tình tình tan là tan tình tình. Cô mình rằng ơi hơi chàng ơi, rằng có nhớ là nhớ hay không, rằng có biết là biết hay không. Con người này hát hay quá. Quỷ nhỏ ngủ rồi. Ngươi hãy dạy cho ta hát hay như ngươi đây. Tôi đói quá, chẳng có sức đâu mà hát nữa. Tôi chỉ cần ăn quả thôi. Ăn nhanh đi, còn dạy vợ ta hát nữa. Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi. Bông lê cho bằng bông lưu, ơi bạn ơi. Là a i a đồ nàng. Bông rồi lại mấy bông, là a i a đồ nàng. Bông rồi lại mấy bông. Rồng trắng lên mây, có cây lúc lắc, có nhà thì chim, hỏi thăm thầy thuốc, có nhà hay không. Trời đã trưa rồi, tôi phải về nhà thôi. Sáng sớm không có người nấu cơm, phú ông phú bà sẽ đuổi việc tôi mất. Chị ở lại với em đi. Chị hát hay, lại biết nhiều trò chơi nữa. Người đã hứa sẽ dạy ta hát đu, sao giờ lại đòi về? Đến giờ không thấy con người vào rừng tìm bắt chúng ta. Người này không nói dối đâu, thả về đi. Ban ngày tôi phải làm việc cho nhà phú ông rồi. Ban tối khi mọi người ngủ hết, tôi vào rừng dạy hát cho bà nha. Ta có thể tin lời hứa của con người không? Ta ghét nhất những kẻ nói mà không giữ lời. Tôi hứa. Vậy thì ta sẽ giữ cái này của ngươi làm tin. Ngươi nhớ quay lại mà lấy đó. Sáng rồi, ngươi mau về đi. Tối vợ ta sẽ ra biệt rừng đón vô ha. Mày có phải là con lành không? Mày còn sống sao? Tao tưởng mày là mồi cho quỷ dữ rồi chứ. Cái búa của mày đâu rồi? Cái búa xấu xí mất rồi, lại còn xinh đẹp ra nữa. Mày nói nhanh, tại sao mà mày mất cái búa vậy? Là nhờ lũ quỷ lấy đi giùm tôi đó.
Chúng không làm hại gì tôi hết. Tôi đã hứa quay lại dạy chúng hát, nên chúng giữ lại cây bướu để làm tin. Hả? Tối nay mày ở nhà, để tao đi gặp lũ quỷ. Tao sẽ cho lũ quỷ thật nhiều vàng, để nó lấy cái bướu xấu xí của tao đi. Ông ơi, quỷ dữ, quỷ dữ. Tôi chứ quỷ đâu mà quỷ. Quỷ. Ta chờ đón người đến dạy hát, sao ngươi lại bỏ chạy? Tại ngươi làm ta bất ngờ quá mà. Bàn tay của ngươi ghê quá à. Nhớ cắt móng tay đi nha. Cắt hết thì ta đâu còn là quỷ nữa. Ngươi đưa thêm bạn đến chơi với nhà ta sao? Cũng được đó. Có nhiều bạn, chắc thằng quỷ nhỏ vui lắm. Sao lại trói chúng ta? Các người định ăn thịt chúng tôi sao? Trời ơi, cái hang này hôi hám quá đi à. Người nói gì vậy hả? À, ta có nói gì đâu. Sao có người lại trói cha mẹ ta lại? Cứ trói lại cho chắc ăn. Lỡ đâu cha mẹ ngươi lén chạy đi báo con người đến bắt chúng ta thì sao? Từ xưa đến nay, ngươi và quỷ là kẻ thù của nhau mà. Chỉ riêng ngươi là bạn của nhà ta, cứ vui vẻ hát hò nha. Thằng quỷ nhỏ lại trốn đâu rồi? Ông tìm nó về đây nhanh lên. Cứ vậy ta hát đi. Lát quỷ nhỏ về, ta sẽ hát ru nó ngủ. Con cò, mày đi ăn đêm, đâu phải cành mềm, lông cổ xuống ao. Ông ơi. Người hát gì vậy? Ta nghe không rõ. Hát to lên. À, do trời lạnh đó mà. Để tôi hát bài khác nha. Còn kiên mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Còn kiên mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Chị ơi, về với em đi. À, tránh ra, cái đồ gớm ghiếc này. Đây không phải chị hát hay, đây là con gái phú ông. Cả nhà họ hay bắt nạt chị hát hay đó. Tôi cũng hát hay mà, tôi sẽ dạy hát cho bà mà. Các người dám lừa ta. Dám bắt nạt tôi hát hay hả? Dám lừa ta. Tha cho chúng tôi đi. Trả lại cái bướu làm tin của con người nè. Đừng bao giờ đến tìm lại quỷ chúng ta nữa. Không, không, ta không lấy đâu. Nó không phải của ta. Ta không lấy đâu. Ta không giữ đồ của con người nào. Ta không lấy đâu. Ta ngó rồi. Tôi xin bà, tôi cho bà vàng nè. Bà lấy giùm tôi cái bướu trên trang đi. Làm ơn. Người thật xấu tính, dám lừa ta đi lấy cái bướu sao? Ta không cần đồ của con người, trả lại hết cho con người. Ta không muốn cái bướu xấu xí này đâu. Cô là ai? Cô không phải là con gái của ta. Con lụa, nó đâu có cái bướu trên má như cô. Con là lụa đây mà. Trên trán còn có cái bướu xấu xí đây nè. Giờ con phải làm sao đây? Vì mày mà con gái tao có thêm cái bướu xấu xí.
Con đã nói là quỷ rất coi trọng lời hứa, nó ghét ai lừa nó lắm. Ông bà và chị Lụa không nghe lời con, giờ lại trách con. Đừng nói nhiều lời, mau cút khỏi nhà tao. Từ đó, Lụa mặc cả mình xấu xí, cứ trốn trong nhà, không dám ra ngoài gặp mọi người nữa. Các ngươi không lấy lại cái bướu trên má của chị Lụa sao? Đáng đời con đạo xấu tính đó, dám lừa lời quỷ chúng ta, nên phải bị trừng phạt. Nhưng tôi bị đuổi khỏi nhà Phú Hồng rồi, giờ mất công việc, tôi biết phải sống sao đây. Nó đưa cho ta thứ này, chắc ngươi sẽ cần đó. Nào, bây giờ hãy giữ lời hứa, dạy ta hát đi. Ta không muốn loài người sợ tiếng hát của ta nữa. Chị cũng chơi với em nữa nha. Chị sẽ chơi với em, chị đã hứa rồi mà. Lành đã giữ đúng lời hứa, dạy hát cho cả nhà quỷ và cùng chơi thật vui với quỷ nhỏ. Nhờ số vàng quỷ cho mà Lành có cuộc sống sung túc hơn, không phải đi ở đợ cho người ta nữa. Lành sống vui vẻ, vẫn luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Thank you.